Chương 61, trở về. Chương 61, trở về nghe bên tai tiên cảnh thanh âm nhắc nhở, Trương Nguyên Thành có chút chờ mong cấp phó bản điểm kinh nghiệm EXP ban thưởng. Hắn hướng quan nhã cùng Lý Đông Trạch cố vấn qua, lần đầu đạt được thể nhân vật linh cảnh hành giả, qua cửa thí luyện nhiệm vụ sau, điểm kinh nghiệm EXP bình thường là không, 5%, lại về sau, hoàn thành một lần nhiều người tiên cảnh, đại khái cũng tìm được 5, 10% điểm kinh nghiệm EXP ban thưởng. Một lần một người tiên cảnh, điểm kinh nghiệm EXP là 10, 15%. Nói cách khác, linh cảnh hành giả cho dù qua cửa suất 100%. Cũng được trải qua 10 lần ở trên hơn người tiên cảnh, hoặc tiếp cận 10 lần một người tiên cảnh, tài năng thăng một cấp. Thăng cấp độ khó to lớn, có thể nghĩ. Trương Nguyên Thanh thí luyện tiên cảnh là cấp qua cửa sau ban thưởng 20% điểm kinh nghiệm EXP, sau đó gây ra ẩn dấu nhiệm vụ ở tam đạo sơn nương nương trong cái miệng nhỏ nhắn này ra ra một viên linh thể kết tinh, lại tăng lên 22% điểm kinh nghiệm EXP. Một cái sơn thần miếu, chống đỡ qua người khác 4 năm lần nhiều người tiên cảnh. Dựa theo tình huống bình thường, ta muốn lên tới 2 cấp, ít nhất phải tiến 5 lần nhiều người tiên cảnh. Hoặc là ba lượt một người tiên cảnh, không biết kim thủy du nhạc viên có thể hay không để cho ta một hơi vọt tới 2 cấp. Trương Nguyên Thanh bao hàm chờ mong. Ở quan phương trong tổ chức bộ, một cấp là cơ sở nhân viên, hai cấp mới tính toán xâm nhập tinh anh đẳng cấp, tiền lương đãi ngộ nước lên thì thuyền lên, hưởng thụ rất nhiều phúc lợi. Ban thưởng kết toán trung đạt được vật phẩm, đạo cụ, miêu vương âm ly, khăn đỏ trùng đầu của cô dâu, ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP 40% đầu mối chính kết toán đã hoàn thành đinh, chúc mừng ngài hoàn thành ẩn dấu nhiệm vụ, đang tại vì ngài kết toán ban thưởng đạt được vật phẩm, đạo cụ ổn trọng người Bảo Châu ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP, 25% ẩn dấu nhiệm vụ kết toán đã hoàn thành đinh. Chúc mừng ngài tấn chức hai cấp thần dạ du đinh. Thể nhân vật ban thưởng kích hoạt, ban thưởng đạo cụ, dịch dung giới chỉ. Kết toán hoàn tất. 5 phút sau rời khỏi tiên cảnh so xà linh đường hầm ban thưởng còn muốn phong phú, không hổ là siêu phàm cảnh cấp phó bản, 65% điểm kinh nghiệm EXP, 4 kiện đạo cụ, kiếm quá rồi. Trương Nguyên Thanh nghẹn họng nhìn trân trối, nghe thấy được chính mình trong lòng ngực kinh hoàng tiếng lòng. Chợt, hắn phát giác được mi tâm nóng hổi, biết là Hắc Nguyệt ấn ký muốn nổi bật đi ra. Không xong, màu đen trăng tròn không thể để cho ngoại nhân nhìn đến hắn trong nội tâm rùng mình. Theo bản năng nhìn về phía tạ Linh Hy. Tiểu nha đầu đồng tử mất tiêu, nhìn qua hư không một chỗ, đại khái là ở xem xét nhân vật mặt bản, xem xét nhiệm vụ ban thưởng, căn bản không có chú ý chung quanh. Trương Nguyên thanh nhẹ nhàng thở ra, quay lưng đi. Ngay sau đó, nóng hổi hắc nguyệt ấn ký lao ra một làn tràn đầy thái âm chi lực, gần hơn hồ ngang ngược vô lý tư thái cọ rửa thân thể, dung nhập nguyên một đám trong tế bào, dung nhập từng khối xương cốt trung. Hắn không tự chủ được trung rẩy đứng lên, cảm giác sinh mệnh cấp độ phát sinh biến hóa, gian tự liệt đã chiếm được gây dựng lại ba loại hoàn toàn mới thiên phú kỹ năng tự nhiên mà vậy sáp nhập vào hắn bản năng bên trong. Tên họ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chủng Tộc, Nhân Loại, Chức Nghiệp, Thần Dạ Du, Đẳng Cấp, Hai, Kỹ Năng, Dạo Đêm, Phệ Linh, Mặt Trăng Chi Linh, Khiếu Nguyệt, Mỹ Thuật, Linh Lục, Điểm Kinh Nghiệm EXP, 23% Đạo Đức Trị Số, 90 Danh Vọng Giá Trị, một năm ở khiếu nguyệt chủ động, hướng mặt trăng mượn lực, trên diện rộng tăng lên bản thân thuộc tính, duy trì một khắc đồng hồ, 15 phút, kỹ năng sau khi kết thúc, lâm vào 3 giờ quể oải trạng thái. Chú, nên kỹ năng chỉ có thể ở ban đêm thi triển, kỹ năng trước đưa động tác, ngẩng đầu khiếu nguyệt. Mỹ thuật chủ động, có thể làm cho mục tiêu sinh ra ảo giác, mất phương hướng phương hướng. Chú, ma quỷ hoan hỷ nhất dùng thuật này mị hoặc phàm nhân. Linh lục chủ động, độc thuộc về thần dạ du linh văn, có thể vẽ phát thảo phù lục, trận pháp. Chú, trước mắt chỉ có thể vẽ phát thảo nhằm vào linh thể linh văn trương nguyên thanh tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng một phen không cần thi triển liền biết được kỹ năng tính chất khiếu nguyệt cùng dạo đêm là không kim dung hai cái chủ động kỹ năng khiếu nguyệt trạng thái dưới vô pháp sử dụng dạo đêm trái lại cũng thế nếu như nói dạo đêm là đỉnh cấp ám sát kỹ năng như vậy khiếu nguyệt liền bổ túc thần dạ du cận chiến không được nhược điểm mỹ thuật thiên hướng khống chế loại phụ trợ loại mặc dù không có trực tiếp lực sát thương nhưng gia tăng lên thần dạ du thủ đoạn hơn dạng tính khuếch trương chiều rộng thao tác không gian về phần linh lục có thể dùng tới chế tác phù lục khắc trận pháp phù lục cùng trận pháp cũng không phải là đơn thuần khắc chế oán linh cũng có thể dưỡng linh luyện linh cuối cùng có thể tiến thêm một bước bồi dưỡng tiểu đậu bỉ trương nguyên thanh mừng rỡ tưởng đánh tiếp mở một vật phẩm xem xét đạo cụ ngoại trừ miêu vương âm ly bên ngoài phó bản phần thưởng hai kiện đạo cụ một kiện tiêu hao phẩm. Tên, khăn đỏ trùng đầu của cô dâu ở loại hình, vật phẩm trang sức tiêu hao phẩm, công năng, triệu hoán giới thiệu, kim thủy du nhạc viên, minh hôn cảnh tượng trung quỷ tân nương khăn cô dâu, đạt được qua một vị không thể miêu tả tồn tại giá trị qua vật phẩm, nó vốn là quỷ tân nương không thể phân cách bộ phận, chỉ đặc thù người thành công giấu giếm được quỷ tân nương, lại vừa đạt được. Ghi chú một, đóng lên khăn đỏ trùng đầu của cô dâu. Có thể triệu hoán quỷ tân nương nên vật phẩm có thể sử dụng ba lượt ghi chú hai ha 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 ta cười vậy nương nương không mưu cười nàng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo ghi chú ba ở tiên cảnh trung sử dụng khăn đỏ trùng đầu của cô dâu có tỷ lệ nhất định đưa tới vị kia tồn tại nhìn chăm chú nhìn ghi chú hai tin tưởng ngươi sẽ cẩn thận sử dụng hít hà này ngoạn ý còn tự mang trào phúng tam đạo sơn nương nương nếu cảm ứng được vẫn không thể tức chết Trương Nguyên Thanh rút ngụm khí lạnh, vừa vui mừng lại trứng đau. Hắn hoài nghi quỷ tân nương hoặc là siêu phàm cảnh đỉnh phong. Hoặc là chạm đến đến thánh giả cảnh, loại này cấp bậc triệu hoán quái, hoàn toàn có thể làm bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Trứng đau chính là, này ngoạn ý đối tam đạo sơn nương nương mà nói, tổn thương tính không lớn vũ nhục tính rất mạnh, vì kia phong hoa tuyệt đại nương nương, đoán chừng sẽ đầy tiên cảnh đuổi giết hắn. Đánh chết không thể ở tiên cảnh bên trong dùng trong lòng của hắn âm thầm quyết định tên trầm ổn người bảo châu loại hình hạt châu công năng tăng phúc phòng ngự giới thiệu thổ quái chức nghiệp đạo cụ ngưng tụ đại địa chi lực có thể tăng cường lực lượng lực phòng ngự ghi chú trầm trọng là cần trả giá đại giới tên dịch dung giới chỉ loại hình vật phẩm trang sức công năng dịch dung giới thiệu một quả có thể thay đổi biến dung mạo thần kỳ nhẫn có thể tùy tâm sở dục điều chỉnh ngũ quan ghi chú, chính mình bộ dạng dài ngắn thế nào, trong nội tâm không có điểm số sao. Mà quân thể nhân vật ban thưởng, là tiếng một lần phó bản, liền ban thưởng một kiện đạo cụ. Ngoạ tàu, cái này có chút nghịch thiên A, à, dịch dung giới chỉ công năng đơn giản trực quan, ngược lại là trầm ổn người bảo châu đại giới cảm giác không quá đáng tin cậy. Ừ, thử xem. Trương Nguyên Thanh lấy ra một vật phẩm bên trong bảo châu, to nhỏ như trứng gà, màu sắc màu vàng đất, Xuất tu có một loại khó tả trầm trọng cảm cầm chặt trầm ổn người bảo Châu sau hắn cảm giác mình biến nặng biến thành hữu lực lượng rồi trong nội tâm không khỏi dâng lên mãnh liệt cảm giác an toàn nhưng hắn cũng biến chậm giơ tay nhất chân gian phản phất có tòa núi lớn đặt ở trên người hành động biến thành vô cùng chậm chạp cầm lấy cái này hạt Châu còn thế nào chiến đấu lợi và hại đều rất rõ ràng đây mới là thông thường đạo cụ a phục ma sử cùng đỏ vũ dày đều không bình thường. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe thấy vui rạo rực tiếng hoan hô, vương thái ca ca, người có thể tưởng tượng sao, ta phần thưởng 35% điểm kinh nghiệm EXP, một kiện đạo cụ, một kiện tiêu hao phẩm, quá phong phú, ban thưởng quá phong phú, không hổ là cấp tiên cảnh. Tạ Linh Hy thanh toán hết phần thưởng của mình, vui vẻ phản phất đạt được kẹo que tiểu cô nương, tại chỗ nhảy nhảy. Vương Thái ca ca, ngươi đã chiếm được cái gì ban thưởng A? Điểm kinh nghiệm EXP nhiều ít, có đạo cụ sao? Tiểu cô nương chấp linh động con ngươi, thành tú động lòng người xem ra. Trên người nàng có hai kiện đạo cụ. Một kiện là trưởng bối ban cho, một kiện là ở một người tiên cảnh bên trong đạt được, bây giờ lại đạt được một kiện, tuổi của ta nhẹ nhàng nói cụ thì đến được ba kiện, ngươi dám tưởng sao? Người kia khoe khoang biểu lộ đều nhanh viết ở trên mặt trương nguyên thanh khẽ vuốt càm, không sai phần thưởng của ta không nhiều lắm, 65% điểm kinh nghiệm EXP, 3 kiện đạo cụ, một kiện tiêu hao phẩm. Tạ Linh Hy ngay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc, miệng một chút mở ra, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem hắn. Ta rõ ràng từ trên người của ngươi cảm thấy thù phú tâm tình. Trương Nguyên Thanh tâm tình sung sướng. Tạ Linh Hy lẩm bẩm nói, làm sao sẽ? Vì cái gì phần thưởng của ngươi so với ta cao cây sao nhiều? tiên cảnh không công bình. Trương Nguyên Thanh an ủi, đại khái, tiên cảnh là muốn cho ngươi kiến thức đến thế giới so le. Tạ Linh Hy lạ chả chực khóc ngươi muốn là biết rõ ta mới lần thứ hai tiến tiên cảnh, so le cảm sẽ càng trực quan. Trương Nguyên Thanh không có tiếp tục chèn ép nàng, kiên nhẫn chờ đợi trở về. Đồng thời suy nghĩ chính mình qua cửa đến tiếp sau tiền lợi, thành công bắt được cấp tiên cảnh giết bốt, về sau qua cửa hành giả, điểm kinh nghiệm EXP ban thưởng nhất định sẽ giảm xuống. Đạo cụ ban thưởng cũng không có khả năng như giết bốt như vậy phong phú. Nhưng ban thưởng vẫn như cũ cao hơn phổ thông tiên cảnh, vì vậy công lực trọng yếu phi thường. Miêu vương âm ly là binh ca ở tại chỗ này, nó tự hồ biết rõ một ít tin tức, chờ trở về hiện thực, hảo hảo nghiên cứu một chút cái này đạo cụ, nói không chừng có thể được đã có dùng tin tức. Đúng rồi, Quý vi nhân phụ lâm chung lời nhắn nhủ sự còn phải đi làm. Vương Thái ca ca, như thế nào không thấy được Hà Bá A, à, chúng ta có thể hay không trao đổi một chút số điện thoại di động. Tạ Linh Hy nhìn xem sắp thành số không đến ngược khi. Bỗng nhiên nói. Hà Bá nên vẫn còn xe cắp treo bên kia, không phải trao đổi quá rồi sao? Ta đưa cho ngươi mã số là giả dối rồi. À, ta đưa cho ngươi thật sự. Không, ngươi cho ta khẳng định cũng là giả." Tạ Linh Hi nhíu cái mũi. Trương Nguyên Thanh liếc nhìn nàng một cái, trong lòng tự nhủ đại gia chỉ là tiên cảnh bạn trên mạng, rơi xuống phó bản liền đường ai nấy đi đi, làm gì vậy còn muốn liên hệ, ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, chờ ngươi đã đến 18 tuổi, chúng ta sâu hơn vào ít ra trao đổi một phen. Linh cảnh hành giả tốt nhất không muốn ở trong hiện thực có quá nhiều cùng xuất hiện. Cho dù là cùng trận doanh Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói. Ta sẽ tìm được ngươi. Tạ Linh Hy hừ hừ nói. Tiếng nói vừa dứt, thám tử suy luận quán cảnh vật, như nổi lên gần sóng mặt nước, nhanh chóng mơ hồ. Hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy quen thuộc bàn học, giường đôi, đèn bàn, tivi hắn về tới hiện thực. Trong phòng một mảnh đen kịt, yên tĩnh, bức màn chặt lôi kéo, cách âm thủy tinh đem động tĩnh bên ngoài ngăn cách, trên tủ đầu giường đồng hồ điện tử biểu hiện, thời gian là tràn sáng 5 giờ. Hắn ở tiên cảnh bên trong chờ đợi 5 canh giờ, nhưng Trương Nguyên Thanh lại có một loại thế sự xoay vần cảm giác. Kéo màn cửa sổ ra, sắc trời thanh minh, trên đường cổ xe thưa thớt, bảo vệ môi trường công nhân cưỡi xe xe rác, chậm rì rì trải qua. Bên đường bữa sáng đại lý đã mở cửa buôn bán, đại cổ đại cổ nhiệt khí dày đặt lộ ra. Trương Nguyên Thanh mở đèn lên, đứng ở bên cửa sổ toàn thân trước gương, xem kỹ trong kính chính mình, làn da trở nên trắng, ngũ quan không thay đổi, lại cảm giác đẹp đẽ rất nhiều, hai đầu lông mày, lộ ra một làn kỳ quái khí chất. Vơ vét bụng suy nghĩ một lát, đầu óc hắn bên trong hiện lên bốn chữ, tà dị tôn quý. Ta nhớ được viên đình trên người cũng có loại khí chất này. Đẳng cấp càng cao thần dạ du, khí chất càng rõ ràng. Rất hiển nhiên, đây là thăng cấp về sau, nồng đậm thái âm chi lực mang đến biến hóa. Tương lai ta cũng có thể tà mị cười cười, không, không thể làm như vậy, vạn nhất bị cô nương trẻ tuổi cuốn lên, chẳng phải đau đầu trương nguyên thanh hát một tiếng, đi đến bên giường, ở lạnh lẽo giường chiếu bên trong lấy ra điện thoại di động. Ấn sáng màn hình, biểu hiện có một cái tin nhắn không đọc, đi ra, lập tức gọi điện thoại cho ta, tất cả mọi người đang đợi ngươi, quan nhã. Nếu như ta không có đi ra đâu? Ừ, đợi đến hừng đông, nàng sẽ phải chủ động liên hệ ta, xác nhận ta có hay không đã chết tại tiên cảnh. Trương Nguyên Thanh rời khỏi tin nhắn rương, bấm quan nhã dãy số. Chương 62, Bái cáo Chương 62, báo cáo xa hoa nhà trọ trong phòng, quan nhã ông đầu gối ngồi ở trên giường, trước người bày biện máy tính bảng phát hình đô thị hành hạ luyến kịch bị nguyên thủy tiểu tử kia làm một lần tâm tính sau ngủ cũng ngủ không được phim truyền hình cũng xem không đi vào ngồi xuống chính là năm sáu cái giờ đồng hồ bờ mông trứng đều ngồi đau ai quan nhã nhéo nhéo mi tâm gương mặt kiều mị hơi có vài phần vẻ mệt mỏi coi hắn thể chất hai ngày hai đêm không ngủ được cũng không ngại chủ yếu là sốt ruột trước đó ở diễn đàn nước thiếp mời xem đến ai 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 chết ở phó bản bên trong nàng nhiều lắm thì cảm khái vận mệnh vô thường Kết quả thình lình, bằng hữu bên cạnh cũng cuốn vào trong sóng gió phong ba, sinh tử chưa biết. Nói thật, quan nhã còn rất ưa thích tiểu tử kia, lớn lên không tệ, tuổi còn nhỏ, tìm lực đại, nói chuyện hài hước khôi hài, càng xem càng hợp ý. Mấu chốt nhất chính là, hắn rất biết dẫm chân ga. Ở nhị đội, Vương Thái là cái buồn bực bình dầu, Lý Đông Trạch tự xưng là ương nhã, cảm thấy nói ăn mặn tiếc một ngắn không phải thân sĩ gây nên, chỉ có nguyên thủy có thể chịu được nàng chừng mực, đều phát triển trái ngược ba. Nhưng thú vị như vậy tiểu gia hỏa. Lần này rất lớn xác suất muốn bại. Quan nhã không có trải qua cấp, nhưng trong gia tộc có một vị tộc tỷ, Thiên Phú Tuyệt Luân, siêu phàm cùng thánh giả giai đoạn hợp với mấy lần xứng đôi đến cấp phó bản, mỗi một lần đều cực kỳ nguy hiểm, đã từng kỹ càng nói qua cấp tiên cảnh độ khó. Bất đồng cấp tiên cảnh, khảo nghiệm lĩnh vực cũng bất đồng, có thể qua cửa một lần cấp không có nghĩa là có thể qua cửa lần thứ hai bởi vì người luôn có nhược điểm thế gian không có toàn tài nguyên thủy có thể làm được đỏ vũ dày dự chính là trí nhớ mạnh mẽ chính hắn nói nhưng năng lực này ở kim thủy du nhạc viên chưa hẳn có tác dụng quan nhã cũng đã làm xấu nhất tính toán đột nhiên chói tai tiếng chuông quanh quẩn trong phòng ngủ quan nhã lại càng hoảng sợ ừ lúc này thời điểm gọi điện thoại cho ta nàng đôi mắt đẹp hơi mở, xoát bên cạnh phía dưới, nhìn về phía sáng lên màn hình điện thoại di động, nguyên thủy thiên tôn. Giờ khắc này, quan nhã phản phất nghe thấy được chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Tay nàng bề bộn chân loạn cầm lấy điện thoại, hít sâu một hơi, lựa chọn chuyển được, nguyên thủy. Mở miệng nói hai chữ, quan nhã liền ngừng lại rồi hô hấp. Quan nhã tỷ, ta qua cửa kim thủy du nhạc viên. Loa phóng thanh bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc. Quan nhã mờ mịt ngồi yên, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu quanh quẩn, hắn lại qua cửa cấp tiên cảnh. Quan nhã tỷ, Quan nhã tỷ, người có đang nghe sao? Trương Nguyên Thanh âm thanh đem nàng kéo về thực tế, quan nhã kêu lên, ngươi lại qua cửa cấp tiên cảnh, ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi biết ý vị này cái gì sao, thập trưởng đã biết, nhất định vui vẻ nổi điên. Đúng vậy, ta đã đoán được hắn biết nói cái gì, Trương Nguyên Thanh cười nói, hắn biết nói, a à ông T-R-I. -R Thượng đế A, à, ngươi là nghe thấy ta trung thành cầu xin sao, đúng vậy, ngươi nhất định nghe thấy được mặt khác, ta không phải tiểu gia hỏa. Hắn ở trong nội tâm uống nắng một câu. Quan nhã, ha ha, hai tiếng, vui vẻ đá đá đại chân dài, ngàn vạn không muốn ngay trước thập trưởng mặt như vậy trêu chọc hắn, nếu không hắn sẽ hung hăng đánh bại đầu của ngươi. Trương Nguyên Thanh cũng cười đứng lên, quan nhã kìm nén không được lòng hiếu kỳ, nói ngươi không thấy diễn đàn a à, tối hôm qua lại có một cái quan phương nhân viên tiếng kim thủy du nhạc viên giống như gọi hà bá sắp tới muốn vào tiên cảnh các đồng nghiệp trong nội tâm sợ không được có thể cùng ta nói nói kim thủy du nhạc viên tình huống sao tiên cảnh công lực cùng đạo cụ đối hành giả có rất mạnh lực hấp dẫn giống như mỹ nhân tuyệt sắc vớt không được không thể nói cho ngươi biết trương nguyên thanh một miệng cự tuyệt quan nhã sững sờ hắn không nghĩ tới nguyên thủy sẽ cự tuyệt, nàng cảm thấy đại gia quan hệ nên rất sắc mới là. Trừ phi ngươi phát một trương chân đẹp nghe theo ban thưởng. Trương Nguyên Thanh ha ha nói. Lão tư cơ a à một tiếng, trên mặt một lần nữa phóng ra dáng tươi cười, nói, ảnh chụp không có ý nghĩa. Không bằng ngươi bây giờ thuê xe tới nhà của ta, ta làm ngươi xem cái đủ. Cho ngươi thêm một bộ tất chân, cho ngươi mang về nhà làm tất chân trà sữa. Trương Nguyên thanh nghiêm trang thảo luận, ta cảm thấy phải làm tất chân làm trà sữa quá lãng phí, mang ra lau súng càng tốt. Quan nhã nằm ở trên giường, cười bộ ngực phát trung, ngươi sao có thể ở thuộc nữ trước mặt nói loại lời này đâu, còn gì nữa không còn gì nữa không, buổi sáng 7 giờ 30 phút, Lý Đông trạch sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất, chính là nắm lên tủ đầu giường điện thoại, xem có hay không không tiếp đến điện, không đọc thư hơi thở. Trong lòng của hắn khó nén thất vọng thật là một cái không cho người bớt lo hài tử a à. lý đông trạch thở dài nhìn trần nhà mười mấy giây lúc này mới rời giường mặc quần áo hắn mặc quần áo tư thái rất ưu nhã chậm rãi không nhanh không chậm mặc kệ tâm tình có bao nhiêu không xong tâm tình có bao nhiêu trầm trọng cũng không thể từ bỏ ưu nhã trên bàn cơm lý đông trạch hưởng dụng bảo mẫu làm bữa sáng tâm tư cũng không ở đồ ăn thượng siêu phàm giai đoạn phó bản một buổi tối không sai biệt lắm nên đi ra trước giữa trưa còn không có tin tức lời nói lý đông trạch tâm tình trở nên trầm trọng đồ ăn cũng không có rồi hương vị để đổ xuống nói đem đồ ăn thu lại a à. ở phòng bếp bận rộn bảo mẫu lên tiếng vừa muốn đi ra thu thập bàn ăn nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến cố chủ chuông điện thoại di động ta đi cầm nàng quay người hướng về phòng ngủ đi đến chợt thấy cố chủ từ trên ghế bắn lên sắc mặt kích động không không dùng sau đó vị này chú trọng ưu nhã cố chủ, không chút nào ưu nhã vọt vào phòng ngủ. Lý Đông Trạch chạy vội tới bên giường, trông thấy điện báo biểu hiện là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hô hấp một chút biến thành dồn dập, hắn nắm lên điện thoại chuyển được. Hít sâu một hơi, làm âm thanh giữ vững bình tĩnh, nói chuyện, Nguyên Thủy, ngươi đi ra. Lý Đông Trạch sắc mặt kéo căng. Thập trưởng, ta sống đi ra. Trương Nguyên Thanh một bộ tâm mệt giọng điệu, ta mới ra tới, liền lập tức gọi điện thoại cho ngươi hắn và quan nhã vẫn luôn cho tới hiện tại nói chuyện quên thời gian lý đông trạch căng chặt sắc mặt lỏng lập tức hỏi ngươi có bị thương hay không có hay không thu được mãnh liệt tinh thần trùng kích lưu lại tâm lý bóng ma có a à, du nhạc viên bên trong quỷ tân nương đối với ta tình thâm ý thiết không phải ta không lấy chồng thật sự khó tiêu mỹ nhân ân ta thật cảm thấy hổ thẹn để lại thật sâu tâm lý bóng ma xem ra là không có việc gì, vậy ta liền yên tâm. Lý Đông Trạch lộ ra vài phần nụ cười, người mới ra tới, trước hết ở nhà nghỉ ngơi đi, có thể qua mấy ngày lại đến công ty, nhưng công lực muốn nhanh chóng viết ra, phát ta hòm thư. Tương quan ban thưởng cùng công lao, ta sẽ thay ngươi xin, đúng rồi, trong nhà thiếu Coca-Cola sao, ta làm cho người ta cho ngươi đưa mấy rương đi qua. Kỳ quái, thập trưởng cư nhiên cũng không nói gì, ta à ông trời ơi o trương nguyên thanh nhịn không được trong lòng nói thầm không cần thập trưởng ta còn là thích ngươi cuột cường nói chính mình đi mua khi bộ dạng lý đông trạch cúp điện thoại lý đông trạch hít sâu một hơi cũng không khống chế mình được nửa tâm tình a à, ông T.R.I., -R thượng đế a ngươi là nghe thấy ta trung thành cầu xin sao hắn sai rồi tiểu tử này không phải người mới là kỳ tài nếu như qua cửa một các cấp khả năng tồn tại vận khí thành phần như vậy qua cửa hai các cấp cũng không phải là vận khí đơn giản như vậy hoàn toàn có thể làm chấp sự dự bị thành viên tới bồi dưỡng thậm chí có hy vọng trùng kích trưởng lão cấp độ ngũ hành liên minh cùng thế hệ người trẻ tuổi linh cảnh hành giả bên trong phó thanh dương là có hy vọng nhất trở thành trưởng lão nhưng coi như là hắn cũng chỉ qua cửa qua một lần cấp tiên cảnh biệt thự lầu hai trên bàn cơm một thân màu trắng âu phục trác xoáy khí ngắn đuôi ngựa phó thanh dương nắm dao nĩa, mặt không biểu tình cắt trứng tươi cùng bò bít tết. Đối diện với cô hắn là rộng thùng thình, sớt đại quân cộc, ăn mặc tiêu sái linh quân, ăn ăn như hổ đói. Lúc này, thỏ nữ lan hai tay bưng lấy điện thoại đi tới, ôn nhu nói, thiếu gia, Lý Đông trạch điện thoại. Phó Thanh Dương ánh mắt rơi vào trên điện thoại di động, để đao xuống xiên, nhìn thoáng qua không để ý đến chuyện bên ngoài, ăn nhiều ăn liên tục hảo hữu. Chuyện gì? hắn chuyển được điện thoại, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng. bách phu trưởng, nguyên thủy thiên tôn đi ra, hắn qua cửa kim thủy du nhạc viên. lý đông trạch nói lời nói này thời điểm, âm thanh đặc biệt vang dội. đinh đương phó thanh dương liếc qua trong tay dao nĩa rất tại mặt bàn hoa công tử, khóe miệng khơi gợi lên nụ cười, ta đã biết. hắn đưa di động đưa cho thỏ nữ lang, lại cười nói, thất sách, ta nên cùng ngươi đánh cuộc. nói thì nói như thế dòng điều cực kỳ sung sướng không có nửa phần hối hận ta vẫn cảm thấy mấy các cấp tiên cảnh cuối cùng nên bị chúng ta thái nhất môn công lược linh quân lại vô cùng ảo não vô cùng đau đớn nói tôn trưởng lão hồ đồ a phó thanh dương ngạc nhiên nói ngươi cũng biết việc này a à, đây là chúng ta thái nhất môn diễn đàn mới ngạnh ta bình thường cũng sẽ đi dạo diễn đàn sao các ngươi như thế chỉ trích trưởng lão không sợ hắn trừng trị không có việc gì không có việc gì, tôn trưởng lão sẽ không lên mạng, điện thoại đều không thế nào sẽ dùng. Linh quân một lần nữa cầm lấy dao nĩa, nói, bất quá lần này chỉ sợ giấu giếm không ở rồi, qua cửa xà linh đường hầm khi, hắn là một chi còn chờ quan sát tìm lực cổ. Hiện tại lại qua cửa một các cấp, tức thì xác nhận tiểu tử này có ý nghĩ có tiềm lực, tương lai thành tựu sẽ không thấp. Ai, ta hiện tại cũng có chút quán trách tôn trưởng lão. Nói trở lại, hắn hai lần qua cửa nhiệm vụ cấp, lần thứ ba nhiệm vụ, A à cấp ăn mồi, gắn gượng qua đi, trời cao biển rộng, rất không qua, tráng niên mất sớm. Ai, ngươi làm gì thế đi? Phó Thanh Dương bước chân không ngừng đi ra ngoài, báo cáo trưởng lão hội, xin công huân cùng tiền thưởng nhanh chóng xuống tới, ở các ngươi thái nhất môn đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, trước đó, ta phải trước lấy đức thu phục ngươi. À đúng rồi, thái nhất môn nghĩ muốn kim thủy du nhạc viên công lược, được thêm tiền tán trang tỉnh lâm hồ biệt thự ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào tạ linh hy trùm khăn tắm đi ra phòng tắm thiếu nữ tư thái còn chưa hoàn toàn phát dục tuy không kịp thành thục nữ tử đẩy đà bay bổng nhưng thắng ở thanh xuân mỹ hảo đầu gối trắng nõn hồ nhân tạo sóng ánh sáng lăng tăng một hồ kim thủy bên hồ gieo trồng liễu rủ vừa lúc cành liễu mới non tiết cảnh sắc hợp lòng người lúc này từng chiếc xe sang trọng dọc theo ven hồ con đường, hướng biệt thự phương hướng lái tới. Thùng thùng, cửa phòng ngủ vang lên vài cái, tạ Linh Hy nâng chung trà lên, nhấp một miếng, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, tiến đến. Ăn mặc nhỏ âu phục nữ trợ lý đẩy cửa vào, ở sau lưng nàng dừng lại, cùng kính nói, tiểu thư, đây là ngài muốn tư liệu. Tạ Linh Hy không có tiếp, ở cửa sổ sát đất biên sofa ngồi xuống, như trước trùm khăn tắm, nhếch lên nhỏ đùi ngọc, lãnh diễm cao quý như nữ tổng giám đốc, thẳng nhiên nói, nói cho ta nghe. Nữ trợ lý mở ra tư liệu, nói, Vương Thái, ngũ hành liên minh Tùng Hải phân bộ, khang dương khu tiểu đội thứ hai thành viên, thượng cấp là Bạch Hổ Binh chúng ba cấp trinh sát Lý Đông Trạch. Nghề nghiệp là học sĩ. Những thứ này là cơ sở tin tức, chúng ta cũng chỉ có thể tra được cơ sở tin tức, ảnh chụp, hiện thực thân phận chờ, điều tra không đến. Ở quan phương tổ chức, những cơ sở này tư liệu đối nội bộ là công khai, cũng là có thể công khai, thuộc về nhân sự hồ sơ. Nhưng hiện thực thân phận, ngoài trừ lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, chỉ có trưởng lão hội mới có quyền hạn tìm đọc. Học sĩ Tạ Linh Hy từ một tiếng, rất có ngự tỷ phạm nói, ngươi lại đi tra một chút nhị đội thành viên khác tư liệu, tra một chút vương thái việc xã giao tử. Thay ta nhìn chầm chầm thái nhất môn cùng ngũ hành liên minh quan phương diễn đàn, có cái kim thủy du nhạc viên bị công lược tin tức lập tức cho ta biết nữ trợ lý gật gật đầu tạ linh hy nói tiếp đi an bài xe ta muốn đi một chuyến tùng hải mặt khác lấy tạ gia danh nghĩa hướng ngũ hành liên minh tùng hải phân bộ phát bái thiếp bổn tiểu thư muốn đi tùng hải làm việc hy vọng khang dương khu nhị đội cái kia vương thái tới đón đãi ta nữ trợ lý nhìn về phía ngoài cửa sổ chần chờ nói gia tộc các trưởng bối nhanh đến đủ ngài không tiên kiến thấy giữa trưa còn có yến hội, ngài qua cửa cấp tiên cảnh, tất cả mọi người chờ cho ngươi chúc mừng đâu. Là chờ muốn công lược a. À? Tạ Linh Hy hừ một tiếng, thay đổi cao lãnh, ra vẻ tiểu cô nương mảnh mai tư thái, nhân già mới 17 tuổi, hàm chơi một ít có cái gì không đúng, lão tổ tông thương ta như vậy, sẽ không trách cứ. Nữ trợ lý bất đắc dĩ thở dài. Hướng thập trưởng báo cáo sau, Trương Nguyên Thanh thay đổi áo ngủ, đem đầu phát làm loạn, giả trang buồn ngủ ngáp, vặn mở cửa bắt tay, đi vào phòng khách. Bà ngoại ở phòng bếp, ông ngoại ra cửa, biểu ca Trần Nguyên Quân đã dùng qua bữa sáng, bàn ăn biên cũng chỉ có Giang Ngọc Nhĩ ngồi xổm trên mặt ghế, tay hoa nắm bắt mảnh dầu. Nàng nhai đồ vật ưa thích mím môi, khuôn mặt vốn là mượt mà. Thoạt nhìn tự như ăn uống con chuột khoét kho thóc. Nghe thấy cháu ngoại trai phòng ngủ truyền đến tiếng mở cửa, Giang Ngọc Nhĩ dương mắt nhìn lại, Giọng dịu dàng hô, ta muốn đem mảnh dầu đều ăn sạch, cho ngươi uống cháo hoa. Nàng bỗng nhiên nói không ra lời, ngơ ngác nhìn Trương Nguyên Thanh. Còn chờ cái gì nữa? Trương Nguyên Thanh ở bên người nàng ngồi xuống. Giang Ngọc Nhĩ nghiêng đầu đi, không nhìn hắn. "Gì, ngươi lỗ tai như thế nào đỏ lên?" "Ai cần ngươi lo?" Chương 63 cuộc nói chuyện đến từ quá khứ. Chương 63, đến từ quá khứ nói chuyện dùng qua bữa sáng, Trương Nguyên Thanh đi toilet rửa mặt, rồi sau đó trở lại gian phòng, bật máy tính lên, viết công lược. Nếu như đơn thuần từ tiền bạc góc độ đến xem, bí mật bán đi công lược, nhất định là nhất kiếm tiền. Quan phương cho tiền thưởng sẽ không quá nhiều, mười mấy vạn đến hơn mười vạn không đợi. Nhưng rất nhiều thứ là tiền bạc vô pháp cân nhắc, ví dụ như công huân. Công huân có thể điều động quan phương tài nguyên, tìm đọc quyền hạn tư liệu, để cao thăng chức cơ hội, xin quan phương viện trợ chờ một chút. Những thứ này là tiền bạc mua không được. Hơn nữa, hắn hai lần cấp tiên cảnh, quan phương đều cho công lược, hiện tại có qua có lại mới tọa lòng nhau, cũng là nên. Trương Nguyên Thanh mười ngón ở trên bàn phím bay múa, kim thủy du nhạc viên công lược, đánh số 6203, độ khó đẳng cớ, kim thủy du nhạc viên đầu mối chính, hoàn thành hai cái và trở lên nhạc viên hạng mục. Bản thân chơi cái thứ nhất giải trí hạng mục là xe cáp treo, công lược không thay đổi, xe cáp treo trên đường nhắm mắt liền có thể không tổn hại thông qua, nhưng chân thực xa không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Nơi này đè xuống không nhắc tới, sau văn nói rõ. Cùng bản cũ bất đồng chính là, bản mới du nhạc viên ra hệ liệt thiết lập, xe cáp treo chỗ hệ liệt gọi hải hùng khiếp vía, toàn hệ liệt giải trí phương tiện vì, xe cáp treo, địa hạ bãi đổ xe, quỷ ốc minh hôn, thám tử suy luận quán. Địa hạ bãi đổ xe nhiệm vụ chính tuyến là nhớ lấy, tránh né ô tô bốt khi, tất cả đội viên tốt nhất ngồi chung một chiếc xe, giảm bớt thời gian hao tổn, đi ra khi tận lực tìm một âu hoàng, mặt đen không muốn cậy mạnh, sẽ có cả đoàn bị diệt mạo hiểm, quỷ ốc là du nhạc viên bên trong kinh khủng nhất cảnh tượng. Nhiều hôn thiếp cùng xính lễ khâu, nữ tính linh cảnh hành giả nhớ lấy, điền hôn thiếp khi, xin chớ đem giới tính điền là nữ tính, nữ tính hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sính lễ theo thứ tự là rượu thuốc, hỷ chăng, trăm cài, đòn cân, từng cái sính lễ đều đối ứng một gã oán linh, phương pháp phá giải là. Chú ý, sính lễ là cưỡng chế giảm quân số khâu, muốn cảnh giác các đội viên tự giết lẫn nhau. Chú ý, quỷ tân nương chọn tế khâu, thần dạ du hẳn phải chết. Bản thân có thể từ quỷ tân nương vấy quả lựu dưới chạy trốn, chỉ vì trời sinh anh Tuấn, diện mạo bất phàm, làm kêu oán linh chịu khuynh đảo. Đây là trời ban nhang, không phải sức người có thể bằng, bọn ngươi nắm chắc không được, không thể noi theo. Nhưng không cần khẩn trương, ta có một cái biện pháp tránh đi tử cục, phá giải phương pháp ở cửa thứ hai, địa hạ bãi đổ xe. Thám tử suy luận quán công lực là kim thủy du nhạc viên ẩn giấu nhiệm vụ, xem xong thám tử suy luận quán quá trình, tin tưởng ngươi đối với ẩn dấu nhiệm vụ có chỗ lý giải trước mắt vô pháp xác định phó bản phân phối nhân vật cơ chế nhưng ở lần này trong đội ngũ có một gã tà ác chi đồ thân phận nhưng là trung lập người bản thân hoài nghi nội gian cùng tà ác chi đồ phân phối cũng không phải là dựa theo chức nghiệp mà là nhân tâm viết xong công lược cẩn thận kiểm tra một lần sau trương nguyên thanh gửi đi đã đến lý đông trạch hòm thư nhìn xem gửi đi thành công giao diện Hắn chợt nghĩ đến một sự kiện, tại Linh Hy cái này đại lô ly có thể lấy được bản cũ công lược, hoặc là quan phương nhân viên, hoặc là cùng quan phương có tầng sâu lần liên lụy, chỉ cần tra một chút, có thể xác định thân phận của ta, không, tai. Linh Cảnh hành giả sử dụng giết mục đích, bản thân chính là vì có thể có một cái đối ngoại công khai a, à. dễ dàng cho ở Tiên Cảnh thế giới đặt chân, cho nên tại đây tầng thân phận thượng, bình thường là khó giữ được mật tự như nguyên thủy thiên tôn qua cửa xà linh đường hầm, sự tích ở ngũ hành liên minh, thái nhất môn truyền lưu, tất cả mọi người cảm thấy nguyên thủy thiên tôn tìm lực không sai, nhưng cái đó và trương nguyên thanh có quan hệ gì? Lần này qua cửa nhiệm vụ cấp, ngũ hành liên minh hơn phân nửa sẽ không che giấu chiến công của hắn, thậm chí sẽ tuyên dương thanh danh của hắn, lấy hiển lộ rõ ràng tổ chức nhân tại Đông Đúc. Đương nhiên, giới hạn với tuyên truyền, cùng hiện thực tương quan tin tức tức thì sẽ tăng lên giữ bí mật đẳng cấp. Tạ Linh Hy chỉ cần hơi nghe ngóng một chút, có thể phát hiện vua của nàng Thái Ca Ca, kỳ thật là một cái gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn, lừa đảo. Nếu như nàng có quan phương bối cảnh, nào biết liền đã biết, cũng không cái gọi là ta ngày bình thường không ít cùng quan phương hành giả giao tiếp, nhưng chỉ giới hạn trong Nguyên Thủy Thiên Tôn cái thân phận này. Trương Nguyên Thanh đóng cửa hồng thư giao diện, dùng di động mở ra quan phương diễn đàn. Thình Linh trông thấy một cái khiếp sợ nhân tâm thiếp mời, khiếp sợ, kim thủy du nhạc viên đã bị công lược, qua cửa người lại là người này Trương Nguyên Thanh lại càng hoảng sợ. Trong lòng tự nhủ ta mới trở về mấy giờ, cũng đã bị người móc ra. Ấn mở thiếp mời vừa nhìn, Nguyên Lai like nói là Hà Bá, Hà Bá tiến tiên cảnh trước, dựa theo quy định thông tri thượng cấp, ở đau khổ một đêm sau, thượng cấp cùng các đồng nghiệp kinh hỷ phát hiện Hà Bá trở về. Địa phương quan phương lập tức tạc qua, tin tức trong nháy mắt ở cùng thành linh cảnh hành giả gian truyền ra, kia nhiệt độ giống như trong thôn ra một gã thi đậu kinh thành đại học học sinh hướng nhật khổ đa công lược đâu công lược viết xong sao ta đã dùng điểm tích lũy đưa ra xin nhưng chấp sự hồi quỷ ta nói cơ sở dữ liệu bên trong không có cái mới bản công lược lai nhật phương trường xác thực không có cái mới bản công lược ta vừa soát hết cơ sở dữ liệu hà bá quan phương linh cảnh hành giả nhóm lúc ban đầu mừng rỡ không thôi đối mũi tỉnh hà bá đại thêm tán thưởng vui lòng ca ngợi từ khen khen, phát hiện công lược không có đổi mới, Hà Bá cũng không có đi ra lên tiếng, trong lúc nhất thời có chút mộng, liền có người bắt đầu nghi ngờ chất vấn thiếp mời chân thật tính. Quả nhân có tật, tin đồn là tưởng cần ăn đòn sao? Tin hay không lão tử mang lên các huynh đệ, ngồi cao sát đến diêm thành đánh nằm sắp các ngươi phân bộ Hà Bá. Một phen cãi cọ, lên án công khai, siêng năng phía dưới, Hà Bá cuối cùng hiện thân thuyết pháp. Hà Bá, ta xác thực qua cửa kim thủy du nhạc viên, ban thưởng 18% điểm kinh nghiệm EXP, coi như phong phú. Khứ nhật khổ đa, công lược đâu công lược đâu. Tự hồ khó có thể mở miệng, hà bá đã trầm mặt vài phút đồng hồ, hồi phục khoan thai đến chậm, không có. Cái gì? Ngay tại diễn đàn bên trong quan phương hành giả nhóm cảm giác bị trêu đùa khi, hà bá lại trở về một cái, ta chỉ là thay người ngăn cản một đau, sau đó liền chết rồi, sau đó liền qua cửa, cho nên không có công lược cho các ngươi có lẽ các ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ép cấp tiên cảnh nào có đơn giản như vậy ta chỉ có thể nói đây là kim thủy du nhạc viên một cái trong đó cách chơi cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ không thể ở diễn đàn thảo luận dẫn ta qua cửa cái kia cao thủ nên có hoàn chỉnh công lược nhưng hắn giống như không phải quan phương người ta có thể nói cho các ngươi biết tên của hắn hà bá là nằm quá quan ai là ai như vậy bồ tát tâm địa mánh khóe thông thiên cái này phải là nhân vật dạng gì khứ nhật khổ đa là ai mau nói khứ nhật khổ đa cùng một ít sắp tới đem tiếng tiên cảnh quan phương hành giả nhất vội vàng hà bá ta chỉ biết rõ hắn gọi vương thái cùng xuất hiện không nhiều lắm không rõ lắm lý đông trạch quan nhã thanh đằng bạch long những người khác tức thì bắt đầu nghị luận vương thái là phương nào thần thánh kinh ngạc với mình chưa từng nghe nói qua người như vậy có người nếm thử vương thái phát hiện thậm chí có này điếc xin gọi ta nữ vương ồ xem ra là chúng ta quan phương người thật tốt quá một đám người siêng năng triệu hoáng dưới vương thái hiện thân vương thái ta không có không phải ta chớ nói lung tung nhưng ta biết là ai hắn gọi nguyên thủy thiên tôn hứa nhật khổ đa nguyên thủy thiên tôn thật bá đạo danh tự khó trách như thế ưu tú hắn lại là cái gì người quả nhân có tật ta làm sao nghe được có chút quen tai bạch long ta biết rõ chính là qua cửa xà linh đường hầm cái vị kia thần dạ du bị bên trên cái kia gọi lý đông trạch cẩu tạc cưỡng ép bắt đi làm thủ hạ ta đã vừa mới quyết định cứu hắn thoát ly khổ hải nàng cái này vừa nói diễn đàn bên trong mọi người liền kịp phản ứng nhớ tới qua cửa xà linh đường hầm cái vị kia tân thủ hơn nửa tháng trước cũng coi như danh chấn nhất thời khứ nhật khổ đa lại là hắn thật tốt quá là chúng ta quan phương người là tốt rồi sợ nhất chính là hoang dại linh cảnh hành giả hoàn thành công lược tiếp theo thái nhất môn gia hỏa bởi vì chỉ có người một nhà làm ra công lược tài năng bằng trả giá thật nhỏ đạt được nhà mình công lược cùng nhà người ta công lược là có khác nhau xin gọi ta nữ vương là hắn a à, lại nói tiếp hắn cũng là một vị thần dạ du may mắn bị chúng ta ngũ hành liên minh mời chào vào được ừ ta chợt nhớ tới gần nhất ở thái nhất môn diễn đàn rất lưu hành một câu tôn trưởng lão hồ đồ a à. hà bá nguyên lai hắn gọi nguyên thủy thiên tôn quả nhân có tật nói như vậy tiểu tử này không vì đại ca kia qua cửa hai lần cấp tiên cảnh nhân vật như vậy có lẽ ở không lâu tương lai sẽ trở thành ngũ hành liên minh từ từ bay lên một viên ngôi sao mới các ngươi buông tha tôn trưởng lão a không buông tha viên đội trưởng a tôn trưởng lão sẽ đấm giết hắn trương nguyên thanh cảm thấy mỹ mạn thối lui ra diễn đàn thu hồi điện thoại đẩy bàn dựng lên đi qua giữ cửa khóa trái đón lấy hắn mở ra ngăn kéo lấy ra miêu vương âm ly cái này hố so đạo cụ vô pháp thu nhập một vật phẩm chỉ có thể tùy thân mang theo trở về sau hắn đem âm ly ném vào trong ngăn kéo. Binh ca nói đem hết thảy đều lưu tại miêu vương âm ly bên trong, mà cái này đạo cụ quả thật có ghi lại công năng, ở quỷ ốc bên trong khi, liền đã nghiệm chứng quá rồi, cho nên muốn biết rõ binh ca để lại cái gì, phải làm hắn mở miệng nói chuyện. Trương Nguyên Thanh bàn tay kéo lấy kim loại đen vỏ ngoài âm hưởng, lâm vào trầm tư. Miêu vương âm ly chỉ có hai cái cái nút, một cái tiếng trống, một cái kèn sô na, hai thanh âm rất có thần dị, không thể ở cư dân trong lầu nến thử không phải vậy sẽ ảnh hưởng đến người vô tội hơn nữa coi như đè xuống cái nút hơn phân nữa cũng không có khả năng đạt được tin tức nó ở quỷ ốc bên trong thổ lộ tin tức khi là tự động lúc ấy ta không có xoa bóp tay cầm kể từ đó muốn tự miêu vương âm ly bên trong đạt được tin tức cũng chỉ có thể tùy cơ trương nguyên thanh nhíu mày suy nghĩ một lát bỗng nhiên nghĩ vậy kiện hố so đạo cụ ở đối mặt quỷ tân nương khi thể hiện ra không thuộc về đạo cụ nên có cầu sinh muốn. Đối, đạo cụ bên trong phong ấn miêu vương linh hồn, nó cùng đỏ vũ dày giống nhau, là có chính mình ý tưởng đạo cụ, có ý tưởng có thể câu thông. Sau khi nghĩ thông suốt, Trương Nguyên Thanh hắn giọng một cái, miêu vương A, về sau ngươi hãy theo ta. Ăn ngon uống say, ngày tốt lành ở phía sau đầu đâu. Ta hiện tại muốn mời ngươi giúp một việc, ừ, ngươi có hay không ghi lại, về ma quân tin tức. Hắn vốn muốn nói binh ca, nhưng Miêu Vương khẳng định không biết binh ca chỉ chính là ai, mà hắn lại không biết binh ca tiên cảnh. Kim loại đen vỏ ngoài âm hưởng không phản ứng chút nào. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Âm hưởng không phản ứng chút nào. Trải qua khuyên bảo không có kết quả, Trương Nguyên Thanh giận tím mặt, bắt nó ném đi thùng rác, cởi bỏ dây lưng quần, tốt, người bất nhân ta bất nghĩa, cho người nhắm nháp một chút đồng tử canh loãng ngay tại hắn chuẩn bị móc ra định hải thần châm, sắp xếp không hải nhãn khi, thân hãm nhà tù miêu vương âm ly, phát ra xì xì dòng điện thanh. Có hy vọng. Trương Nguyên Thanh trong nội tâm vui vẻ, sau một khắc, một đoạn kỳ quái âm tầng quanh quẩn trong phòng, a a a ừ ừ a, à, ngươi điểm nhẹ. Nữ nhân lã lướt lời nói nhỏ nhẹ cùng nam nhân ồ ồ thở dốc, quanh quẩn trong phòng, vần quanh âm thanh nổi. Xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên Thanh sắc mặt ngốc trệ, trong đầu hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. Ngay sau đó, cửa phòng ngủ bị thô bạo gõ, bà ngoại tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến, Trương Nguyên Thanh. Ngươi ở trong phòng làm cái gì? Âm thanh đều rơi vào tay dưới lầu, ném không mất mặt. Ngươi đem cửa mở ra, lão nương hôm nay muốn đánh chết ngươi. Bà ngoại, ngươi nghe ta giải thích. Trương Nguyên Thanh mất hết can đảm hướng phía cửa phòng vương tay, hư bắt hai thanh, phản phất muốn vãn hồi mất đi thân tình. Đúng rồi, dạo đêm kỹ năng có thể tiêu trừ hết thảy động tĩnh. Hắn nhanh chóng cuối người, nhặt lên trong thùng rác miêu vương âm ly, tiến vào dạo đêm trạng thái. Hư ảo thái âm chi lực nổ tung, đưa hắn bao vây, trương nguyên thanh thân ảnh bị cứng rắn xóa đi. Chỉ một thoáng, tạ âm tiêu tán trong phòng. Chỉ quanh quẩn ở trương nguyên thanh một người bên tai. Bà ngoài ở ngoài cửa cuộc cường gõ hồi lâu, thấy âm thanh ngừng, cháu ngoại giả chết liền bỏ xuống một câu ngoan thoại rời đi chờ ngươi đi ra lại thu thập ngươi hô trương nguyên thanh như trút được gánh nặng mà lúc này kèm theo nam nhân gầm nhẹ tất cả động tĩnh đều biến mất mấy giây sau tuổi trẻ nhưng thanh âm khàn khàn vang lên lão tử ngủ qua nhiều nữ nhân như vậy cũng là ngươi nhóm mỹ thần hiệp hội nữ tử nhất thoải mái không hổ là trưởng khống ái và dục chức nghiệp đón lấy một đào ôn nhu ngọt ngào mang theo một tia khàn khàn tiếng nói đáp lại nói mà quân đại nhân có thể hầu hạ ngài là betty vinh hạnh ngài lúc nào rời đi quốc gia này cùng betty đi gặp hội trưởng hội trường chúng ta vẫn luôn rất muốn gặp ngươi nữ nhân này phát âm có chút sức sẹo làm như nước ngoài người nghe đến đó trương nguyên thanh ngây ngẩn cả người vừa rồi tà âm không phải miêu vương âm ly ở đùa dẫn hắn mà là một đoạn đã từng phát sinh qua nói chuyện với nhau Nhân vật chính là ma quân cùng ngoại quốc nữ nhân. Trương Nguyên thanh tinh thần chấn động, vảnh tay, cùng đợi kế tiếp nói chuyện. Chương 64: Rắc rối phức tạp nội tình. Chương 64: Rắc rối phức tạp nội tình nàng. Ma quân cười nhạo một tiếng, như vậy không thể chờ đợi được tưởng khống chế ta. Bé tiên ngọc nị khàn khàn âm thanh nói chuyện. Ma quân đại nhân, ngài là đương thời có tiềm lực nhất thần già du, hội trường chúng ta ngưỡng mộ ngài còn tới không kịp, làm sao sẽ khống chế đâu?" Lại nói, "Các ngươi bên này có câu ngạn ngữ, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, hội trưởng là trên đời cực kỳ có mị lực nữ tính, chẳng lẽ ngươi không mong cùng nàng cùng đêm xuân?" "Hắc, đó là ngươi không biết. Chúng ta nơi đây còn có một câu ngạn ngữ, gọi ngoài tầm tay với." Ma quân cười lạnh nói, "Ta sẽ đi ngủ nàng." nhưng bây giờ còn không phải lúc, chờ ta hoàn thành người cuối cùng một người tiên cảnh, bước vào ki chí cao cổ vực, tự nhiên sẽ đi gặp nàng. Đã trầm mặt một chút, Betty thấp giọng dụ dỗ nói, nếu như hội trưởng có thể nói cho ngươi biết một bí mật đâu, một cái về thần dạ du bí mật, không, là tiên cảnh cao nhất một trong những bí mật. Ngu xuẩn nữ nhân Mà quân thẳng nhiên nói, bất luận cái gì tặng đều đánh dấu bản giá, mỹ thần hiệp hội không có khả năng vô duyên vô cớ nói cho ta biết loại này cấp độ che giấu còn không phải tưởng khống chế ta ừ ngươi biết bí mật này sao ta ta không biết đừng sợ ngươi là một cái làm cho người ta muốn ngừng mà không được vưu vật ta sẽ không giết ngươi hỏi linh ở ta không có chơi chán trước ngươi sau đó là tư lưu tư lưu âm thanh trương nguyên thanh là thuần khiết hài tử suy đoán ngoại quốc nữ nhân nên ở ăn mỹ vị món ngon bổ sung thể lực vừa vặn lúc này dạo đêm thời gian chấm dứt trương nguyên thanh lại mới xuất hiện trong phòng hắn nghe tư lưu ăn uống thanh lông mày thật sâu nhăn lại bởi vì hắn ý thức được một sự kiện cái này đạo cụ là ma quân miêu vương âm ly vô pháp thu nhận đến một vật phẩm chỉ có thể mang theo trên người mà vừa rồi phát ra âm tận là ma quân cùng nước ngoài nữ tính đạt thành quản bảo chi giao quá trình ý vị này cái gì có nghĩa là lúc ấy miêu vương âm ly ngay tại ma quân bên người không phải chủ nhân sẽ đem cái này đạo cụ mang theo trên người binh ca để cho ta tìm cái này đạo cụ nó nhưng là ma quân vật phẩm binh ca cùng ma quân là quan hệ như thế nào binh ca khẳng định không phải ma quân âm thanh không đúng hơn nữa binh ca ngôn ngữ phong cách cũng không phải như vậy hắn và binh ca mặc tả khi liền nhận thức quá quen thuộc ma quân tới đổi lại tư thế. Hai người tự hồ là nghĩ thông suốt cùng tưởng mở. Đình chỉ ăn uống, lại bắt đầu xâm nhập trao đổi. Trương Nguyên Thanh không thể không lại lần nữa thi triển dạo đêm, đem âm thanh che đậy, đúng lúc này, ưm ưm a a âm thanh, bỗng nhiên bị xì xì dòng điện thanh thay thế, sau một khắc, miêu vương âm ly loa bên trong truyền tới một thấp giọng, thanh âm quen thuộc, đại thám tử, ta là trợ thủ của ngươi A Binh ta vô pháp phán đoán ngươi nghe đến cái này mảnh ghi âm khi là lúc nào nhưng ta biết rõ lúc này ta nên đã chết hoặc là mất tích không nên hỏi ta cùng ma quân quan hệ cái này chân tướng là ngươi trước mắt vô pháp thừa nhận nếu như ta đã mất tích xin không cần ý đồ tìm kiếm ta ít nhất ít nhất phải chờ ngươi trải qua hết cái thứ nhất cỡ lớn giết chóc phó bản tấn chức thánh giả cảnh cái này đạo cụ sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều hữu dụng tin tức về ta, về ma quân nhưng nhớ lấy, đừng cho bất luận kẻ nào nghe được ghi âm nội dung, một khi tiết lộ, ngươi nhớ rõ diệt khẩu. Ma quân thể nhân vật là ta đưa cho ngươi lễ vật, nó tượng trưng cho kỳ ngộ, cũng kèm theo vô tận mạo hiểm, không muốn quá phận tin tưởng quan phương tổ chức, không nên tin bất luận kẻ nào. Hiện tại ta cho ngươi cái thứ nhất nhắc nhở, ngươi nghe đến cái này mảnh ghi âm khi. Quỷ nhãn phán quan hơn phân nửa đã chết, như hắc vô thường còn chưa bị tìm được, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được hắn bắt được danh sách nhất định phải bắt được danh sách binh ca làm sao biết lúc này quỷ nhãn phán quan đã chết hắn thậm chí đều không thể xác định ta lấy đến miêu vương âm ly cụ thể thời gian trừ phi ở hắn bản sao đoạn văn này trước đó quỷ nhãn phán quan đã chết cho nên hắn mới như thế chắc chắc trương nguyên thanh lắp bắp kinh hãi hắn chợt nhớ tới ngày đó viên đình tìm hắn câu hỏi nội dung mặc dù không thể xác định mà quân tử vong cụ thể thời gian nhưng hẳn là sắp tới, mà quỷ nhãn phán quan tử vong thời gian cũng là như thế, cho nên mà quân cùng quỷ nhãn phán quan song song vẫn lạc, là có liên hệ. Nhất định phải bắt được danh sách binh ca nói như vậy trịnh trọng chuyện lạ, danh sách bên trong có cái gì rất trọng yếu đồ vật. Xem ra ma quân cùng quỷ nhãn phán quan tử vong chuyện này, hắn cũng liên quan đến trong đó, có thể hay không, hắn mất tích cũng là bởi vì chuyện này. Khi làm rõ rằng ma quân cùng quỷ nhãn phán quan tử vong chân tướng, có phải hay không có thể biết rõ binh ca vì sao mất tích hiện tại người ở chỗ nào trương nguyên thanh chờ giây lát thấy miêu vương âm ly không có lại phát ra âm thanh lúc này bắt nó thu hồi ngăn kéo hắn ở trước bàn sách khô ngồi hồi lâu tìm ra laptop bút ký dùng viết phương thức để chỉnh để ý mạch suy nghĩ ngũ hành liên minh đang tìm tìm hát vô thường linh năng hội đông khu phân hội cũng tại tìm hắn tham dự đến vậy sự thế lực quá nhiều quá tạp ta nghĩ tìm được danh sách tốt nhất là gia nhập lùng bắt trong đội ngũ, dựa lưng vào ngũ hành liên minh làm việc, cũng dễ dàng cho ẩn giấu chính mình. Lúc sau đi một chuyến đơn vị, tìm thập trưởng tìm kiếm ý, xem có thể hay không gia nhập vào hành động chung Phát hiện một cái mới chức nghiệp, ái và dục chức nghiệp, nghe hẳn là nước ngoài chức nghiệp, chật chật, vưu vật. Thật muốn mở mang kiến thức. Trương Nguyên Thanh viết viết, phát hiện mình viết lệch, đem phần sau đoạn xóa mất ma quân cùng nước ngoài chức nghiệp kết giao rất thân cũng không biết hắn cuối cùng có hay không nhìn thấy cái kia mỹ thần hiệp hội hội trưởng có hay không từ nàng chỗ đó đạt được bí mật nếu như có miêu vương âm ly có lẽ sẽ làm bản sao hít hà như vậy xem ra thái nhất môn tìm ma quân truyền nhân có phải hay không có phương diện này nguyên nhân a à? không bao lâu hắn đã làm xong trong ngắn hạn quy hoạch một nghĩ biện pháp tham dự đến hát vô thường lùng bắc trung hai thay quý vi nhân phụ hoàn thành di chúc mà trường kỳ nhiệm vụ là chuẩn bị chiến tranh cái thứ ba tiên cảnh nhiệm vụ chẳng qua gắn liền với thời gian còn sớm tạm thời không cần đi cân nhắc cắt hắn thắp sáng cái bật lửa nhìn xem ngọn lửa liếm láp trang giấy hỏa diễm cao cao luồn lên cuối cùng thôn phệ phần kế hoạch này sách thanh lý mất dấu vết sau trương nguyên thanh mang lên điện thoại cùng miêu vương âm ly thi triển dạo đêm nhảy ra cửa sổ lấy điều hòa bên ngoài cơ vì bàn đạp. Lật đến trong hành lang. Hiện tại khẳng định không thể công khai từ phòng khách rời đi, sẽ bị bà ngoại thanh lý môn hộ. Thung thung. Đi vào hành lang sau, Trương Nguyên Thanh gõ cậu ra cửa. Mở cửa là mờ, ăn mặc tu thân yoga phục, từ nương bán lão niên cấp, tư thái còn có thể bảo trì ở 30 suốt đầu, phi thường khó được. Hơn nữa nuông chiều từ bé, không sai việc nhà, làm cho nàng thoạt nhìn cũng liền chừng 40 tuổi, hoàn toàn không giống như là có cái 30 tuổi nhi tử mẹ. Mợ, ta lão cậu đâu? Trương Nguyên Thanh thăm dò đi đến bên trong xem. Ai biết hắn chết ở đâu quỷ hổn? Mợ lật ra cái kiều mị bạch nhãn. Ta nhớ được cậu có một cái hậu bao, dù sao hắn cũng không cần, không bằng cho ta. Trương Nguyên Thanh nói ra mục đích của mình. Miêu vương âm ly đặt ở trong túi quần quá khó chịu, lại không đáng vì nó cổng hai vai bao, càng nghĩ, hầu bao là lựa chọn tốt nhất. Ở phòng giữ quần áo bên trong, chính ngươi đi tìm. Mở nhường ra con đường. Trương Nguyên Thanh chạy vào phòng giữ quần áo, một hồi tìm kiếm, tốt đã đến cậu cái kia tao khí màu tím hàng hiệu hầu bao, hắn một bên thắt ở trên lưng, một bên đi ra ngoài, cảm ơn mợ, mợ mỗi năm 18. Chờ một chút. Mợ hô ở hắn, dùng miệng biểu biểu sau lưng phòng, thói quen phân phó nói, đem phòng khách cùng phòng ngủ rác rưởi bắt đi ném đi. Trương Nguyên Thanh nghe xong, lãnh khóc vô tình cự tuyệt, không đi. Mở hắt một tiếng, bóp eo nhỏ, tiểu tử ngươi cánh cứng cáp rồi đúng không, nhanh lên đi ném rác rưởi, mở cho ngươi một trăm khối. Mở không giống bà ngoại lạnh như vậy khóc vô tình, động một chút lại thanh lý môn hộ, nhưng sẽ dùng tiền bạc ăn mòn tốt thanh niên. Bởi vì chẳng muốn làm việc nhà, mợ từ nhỏ liền khiến cho gọi trương nguyên thanh làm lao động trẻ em lời thiền bên miệng là nguyên tử mợ cho ngươi tiền tiêu vặt ngươi giúp đỡ mợ những năm kia trương nguyên thanh ở mợ trên người buôn bán lời rất nhiều tiền mợ ta không phải tiểu hài tử không muốn giống như trước kia như vậy dùng tiền sai sử ta hai trăm khối mợ yên tâm rác rưởi giao cho ta trương nguyên thanh rất là vui vẻ vào nhà Mợ từ đẹp đẹp cặp da bên trong rút ra hai trương đỏ rực, nghĩ nghĩ, lại rút ra một trương. Ừ. Cảm ơn mợ, mợ mỗi năm 18. Ít đến, ngươi tại sao không nói 15? Mợ cho hắn một cái liếc mắt. Mợ yên tâm, ta đây liền báo cảnh sát, làm cảnh sát tới bắt cậu. Đi đi đi. Mợ cười ngã trái ngã phải. Trương Nguyên Thanh thuê xe đi vào đơn vị, bằng vào mạnh mẽ xã giao năng lực, từ keo kiệt tài xế chỗ đó muốn tới khẩu trang, lại đem vệ y mũ một mang, cắm gánh chịu tiến vào khang dương khu cục an ninh. Tiến vào thủy tinh lầu cửa to, leo lên lầu 2, hắn trông thấy Lý Đông Trạch cùng quan nhã đang vây quanh vương thái, quan nhã cười mỉm nói, không sai ôi, nghĩ không tới ngươi âm thầm, cư nhiên thông đồng đã đến hào môn thế gia thiên kim. Nàng đồ ngươi cái gì đâu? Lỗ mũi của ngươi cũng không phải đặc biệt lớn nha. Lý Đông Trạch chống thủ trường lắc đầu thở dài, người không thể xem bề ngoài, người không thể xem bề ngoài, người cái này mày rậm mắt to Vương Thái a, à, Vương Thái ngồi ở bên cạnh bàn, trên mặt là hoài nghi nhân sinh biểu lộ. a, à, chúng ta đại công thần tới rồi. Lý Đông trạch tai khuyết khẽ động, phục hồi tinh thần lại, lại cười nói, không phải cho ngươi ở nhà nghỉ ngơi sao? dù sao nhàm chán, cứ tới đây nhìn xem. Trương Nguyên Thanh đang muốn hỏi bọn hắn vừa rồi đang nói chuyện cái gì liền thấy Lý Đông Trạch gật đầu, sắc mặt biến thành nghiêm túc, nói chuyện, nguyên thủy, ngươi kia phần công lược, so trong tưởng tượng phiền toái A. Làm sao vậy? Phó Bách Phu trưởng đang tại tham dự trưởng lão mặt sẽ lấy, trưởng lão hội đối phần này công lược có hay không bán cho Thái Nhất Môn, sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Chương 65, Tạ Gia Thiên Kim Chương 65, Tạ Gia Thiên Kim Thư Phòng, Phó Thanh Dương rộng thùng thình gỗ thật bàn công tác biên, trước mặt là 30 tấc siêu đại màn hình, treo trên tường âm ly bên trong, truyền đến cực kỳ khắc chế, nhưng ngôn từ sắc bén tranh luận. Hắn đang tiến hành một hồi hội nghị qua điện thoại, người tham dự có 6 người, trừ hắn bên ngoài, Bách Hoa Hội, Thủy Thần Cung, Trung Đình, Bạch Hổ Binh Chúng, xích hỏa ban các phái một gã trưởng lão dự hợp. Ai có thể nghĩ đến, một cái siêu phàm cảnh cấp tiên cảnh công lược lại làm các trưởng lão chuyên môn khai triển mở rộng một hồi hội nghị tới thảo luận muốn biết rõ trưởng lão cấp linh cảnh hành giả là cái loại này có thể đơn giản hủy diệt một tòa thành thị đẳng cấp cao hành giả bọn hắn cơ bản mặc kệ sự cũng cực nhỏ lộ diện hồng trần thế tục trung đại bộ phận sự tình cũng đã vô pháp khiến cho hứng thú của bọn hắn chỉ có phát sinh sự kiện trọng đại hoặc một ít so sánh phiền toái khó có thể quyết đoán sự các trưởng lão mới có thể tới xử lý. Ví dụ như phần này kim thủy du nhạc viên công lược. 6.203 số tiên cảnh, xử lý không thỏa đáng lời nói, đối thần dạ du mà nói, sẽ biến thành thứ hai, xà linh đường hầm. Rồi sau đó người dù sao cũng là thí luyện tiên cảnh, nhiều nhất giảm bớt thần dạ du sinh ra số lượng, 6.203 lại sẽ để cho siêu phàm cảnh thần dạ du trên diện rộng giảm bớt, thái nhất môn cùng bọn ta đồng khí liên chi, nên đem công lược chuyển cho bọn hắn, đây cũng là vì ngũ hành liên minh suy nghĩ. Bách hoa hội trưởng lão nói chuyện. Ngũ hành trong liên minh, bách hoa hội người thân nhất thái nhất môn, hai cái thế lực chi gian có quan hệ thông gia quan hệ, đại trưởng lão con gái là thái nhất môn chủ thứ sáu thế tử, con của bọn hắn linh quân, là thánh giả cảnh mộc yêu thú vương, bái ở bách hoa hội minh chủ môn hạ. Công lược có thể cho thái nhất môn, nhưng giao dịch phương thức phải đổi biến đổi chúng ta chẳng những muốn tiền, còn muốn thần dạ du công lực tư liệu cùng đạo cụ, tư liệu cấp độ cùng đạo cụ số lượng, chúng ta lại nghĩ. Trung đình trưởng lão nói chuyện. Bách hoa hội trưởng lão giọng điệu tăng thêm vài phần, này sẽ lộ ra chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ảnh hưởng song phương quan hệ. Ta cảm thấy có thể 6203 số tiên cảnh độ khó, chào giá cao một chút không thành vấn đề, a, à, coi như là chúng ta, năm đó nếu như gặp được loại này tiên cảnh, cũng được đau đầu. Phong hợp lâm vào trầm mặc. Phần này công lực giá trị, ai cũng vô pháp phủ nhận. Mấy giây sau, thủy thần cung trưởng lão giọng điệu âm trầm nói, căn cứ diêm tĩnh một gã qua cửa kim thủy du nhạc viên quỷ nước báo cáo, lần này tiên cảnh trung, còn sống sót có ba người, trong đó có một cái gọi tạ Linh Hy tiểu cô nương, nghe nói, nàng là đi theo cái kia thần dạ du một đường qua cửa. Ta đã tìm hiểu quá rồi, Nàng là tán trang tỉnh tạ gia dòng chính, cho nên, cũng không phải chỉ có chúng ta nắm trong tay công lược. Bạch hổ binh chúng trưởng lão cũng không đồng ý, âm thanh âm vang hữu lực, tạ gia muốn, tuyệt đối sẽ so với chúng ta nhiều. Mặt khác, quỷ ốc khâu bên trong, chân chính khống chế qua cửa phương pháp, là chúng ta trong tay phần này công lược. Ta cảm thấy được giá trị phương diện này, không cần phải nữa thảo luận. Ta càng để ý chính là, công lược người viết thư đã rõ ràng gợi ý chúng ta. 6.203 số tiên cảnh Sẽ để cho hành giả nhóm tự giết lẫn nhau Ẩn giấu nhiệm vụ như thế Thần giả du hẳn phải chết khâu Cũng là như thế Nếu như trong đội ngũ vừa vặn Có người của tổ chức chúng ta Rất có thể sẽ ở quỷ tân nương khâu Bị thái nhất môn thần giả du gài bẫy Tại loại này tự giết lẫn nhau Tiên cảnh bên trong Tin tức kém có thể thay đổi biến kết cục Cải biến vận mệnh Phong hợp lại lần nữa lâm vào trăm mặt Lúc này Phó Thanh Dương thản nhiên nói, mấy vị trưởng lão, ta có một vấn đề. Nói, Nguyên Thủy ở công lược bên trong đưa ra một cái suy đoán, hắn cho rằng nhân vật phân phối là dựa theo nhân tâm mà nói. Chúng ta có thể không cho thái nhất môn, có thể chỉ làm cho ngũ hành liên minh thành viên độc hưởng công lược, nhưng nếu như bắt được công lược người, bị phân phối đến tà ác chi đồ đâu. Phó Thanh Dương giọng điệu không kiêu ngạo không xỉm nịnh, nói, chúng ta đều biết, Thủ tự chức nghiệp không có nghĩa là thiện lương. Thủy thần cung trưởng lão giọng điệu âm trầm nói, ngươi nói rất đúng, còn có cái gì ý tưởng? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, thái nhất môn dù sao cùng ngũ hành liên minh đồng khí liên chi, phần này công lực cấp cho, nhưng được sửa chữa một chút công lực nội dung, ẩn đi người viết thư suy đoán, tăng thêm nhân vật tùy cơ phân phối cơ chế, ngộ đạo người đọc. Rồi sau đó, nghiêm tra qua cửa báo cáo, một khi phát hiện trong tổ chức kể cả thái nhất môn có ai bị phân phối đến tà ác chi đồ lập tức bắt đổi lại góc độ tưởng cái này kỳ thật cũng là thay chúng ta bắt được con sâu làm rầu nồi canh lợi khí tự giết lẫn nhau là tiên cảnh hình thức vô pháp sửa đổi công lược cũng là nhất định phải cho dù sao cũng là đồng minh nếu như cuối cùng thắng được là đội trưởng tự nhiên tốt nhất nếu là tà ác chi đồ chiến thắng vậy liền do quan phương tổ chức báo thù rửa hận bóp chết tai họa. Nhưng cái này dù sao cũng là suy đoán. Cho nên chỉ là bắt. Thấy các trường lão khác nhóm không có phản đối, lâm vào suy nghĩ, Phó Thanh Dương nói tiếp, trải qua việc này, Thái Nhất Môn tất nhiên sẽ nếm thử đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe. Mà Thái Nhất Môn có phong phú thần dạ du tiên cảnh công lược, cùng với nên chức nghiệp tri thức, đây là chúng ta vô pháp bằng được, ta cho rằng, cần hảo hảo lôi kéo nhân tâm, ta muốn lấy đức thu phục người. Các trưởng lão cũng không thèm để ý đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, loài sự tình này. Nhưng cái này mới tới thần giả du sát thực đặc thù. Trung đình trưởng lão trầm ngâm nói, kẻ này rất có năng lực, liên tiếp vượt qua hai các cấp tiên cảnh, tương lai ít nhất là thánh giả. Lấy đức thu phục người, ngươi định làm gì? Phó Thanh Dương giọng đều bình tĩnh nói ra ý nghĩ của mình, các ngươi vội vàng đem tiền thưởng cùng công huân phê xuống tới. Phòng họp lần thứ ba vào trầm mặt. Bách hoa hội trưởng lão ho khang một tiếng, giả trang vừa rồi, lấy đức thu phục người, không có phát sinh, nói, ta chỗ này có thứ nhất tin tức, là về người trẻ tuổi kia, thái nhất môn tập hợp sắp tới thay đổi tiên cảnh, phát hiện phó bản bên trong oán linh, đều bị tam đạo sơn nương nương ủy thác đồng dạng nhiệm vụ, đó chính là tìm kiếm một người tuổi còn trẻ. Người trẻ tuổi kia tên là bốn chữ, kết hợp xà linh đường hầm công lực tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không khó phỏng đoán tam đạo sơn nương nương tìm chính là nguyên thủy thiên tôn tam đạo sơn nương nương đang tìm hắn phó thanh dương lạnh lùng khuôn mặt lộ ra ngạc nhiên tất cả trưởng lão cũng là cả kinh bách hoa hội trưởng lão cười nói kia tiểu hậu sinh ở xà linh đường hầm trong báo cáo có chỗ giấu giếm a à, thái nhất môn đang tại tra chuyện này sắp tới có lẽ sẽ tìm hắn người chú ý một chút tốt tôn trưởng lão hồ đồ a cái nào đó tư mật đội trưởng nơi tập trung bên trong, viên định vô cùng đau đớn phát ra cái tin này. Nơi tập trung bên trong là sắp tới bên trong đem tiếng vào tiên cảnh thần dạ du, bởi vì đối tiên cảnh thay đổi sợ hãi, để cho bọn họ đi ở một chỗ. Tạm thời kéo nhỏ nơi tập trung, thảo luận như thế nào ứng đối đáng sợ cấp và cấp tiên cảnh. Không đến mức không đến mức. Nơi tập trung bên trong đám đội trưởng nhau nhau hồi phục, ngũ hành liên minh cùng thái nhất môn đồng khí liên chi, nhiều nhất chính là tốn chút đại giới, muốn một phần kim thủy du nhạc viên nhiệm vụ không khó. Mặc dù cái kia gọi nguyên thủy thiên tôn người, đúng là một cái kỳ tài, tương lai thành tựu không thấp, nhưng thái nhất môn đồng dạng nhân tại đông đúc, siêu phạm giai đoạn thiên tài, thánh giả giai đoạn thiên tài, đều là không thiếu. Lại nói, ngũ hành liên minh cùng thái nhất môn là minh hữu. Bốn bỏ năm lên, kia nguyên thủy. thiên tôn cũng miễn cưỡng tính toán thái nhất môn. Viên đình, các ngươi không biết, ta nghe Lý Đông Trạch nói, kim thủy du nhạc viên đối với thần dạ du mà nói, là hẳn phải chết. Cái gì? Nơi tập trung bên trong đám đội trưởng trận da gà cả kinh. Mặc dù không nhất định sẽ tiến kim thủy du nhạc viên, nhưng chỉ cần vẫn còn siêu phàm cảnh, lần này không có gặp được, lần sau đâu. Nếu như là hẳn phải chết, tên kia cũng là thần dạ du, hắn làm sao sống được. Không sai, chỉ cần có công lực là tốt rồi. Viên Đình, ta nghe Lý Đông Trạch nói, ngũ hành liên minh trưởng lão hội đang tại họp. Tự hồ không quá muốn đem công lực cho chúng ta Thái Nhất môn, các ngươi biết rõ đấy, các trưởng lão hội nghị kéo cái 10 ngày nửa tháng mới ra kết quả là chuyện rất bình thường, có thể nơi tập trung bên trong rất nhiều người cũng chờ không đến khi đó a, à, ta à cái này. Tôn trưởng lão Hồ Đồ a. Tôn trưởng lão xác thực Hồ Đồ a đám đội trưởng lòng đầy căm phẫn. Sinh ra nghiêm trọng khác nhau Trương Nguyên Thanh hơi chút suy nghĩ, liền lĩnh ngộ chỗ xung đột ở nơi nào, cười nói, mặc kệ nó, dù sao đây là những người lãnh đạo muốn đau đầu sự, không muốn thiếu chiến công của ta cùng tiền thưởng là được. Thập trưởng A, ta gần nhất lão thiếu tiền. Gia nhập ngũ hành liên minh nửa tháng, còn chưa tới phát tiền lương ngày, hắn vẫn là một học sinh nghèo. Thập trưởng, ta qua cửa cấp tiên cảnh, không bằng đêm nay chúng ta tụ tụ lại ta mời khách nhưng muốn ngươi trước kê lót một chút chờ phát tiền thưởng trả lại cho ngươi trương nguyên thanh nói xong nhìn về phía sắc mặt đờ đẫn vương thái nói vương thái huynh ngươi cũng tới a à, không được vương thái lắc đầu ngươi như vậy là không đúng cùng với mọi người cùng nhau tâm sự theo liên hoan tăng tiếng tình nghĩa khai thác nhân mạch cơm nước xong xuôi ta còn có thể dẫn ngươi đi hải sản thương nhân chỗ đó buông lỏng một chút ta xả khủng xả khủng a ông t r e trên đời cư nhiên có xả khủng có cái gì tốt sợ hãi đây này ngươi ở sợ hãi cái gì ta sợ hãi ngươi người như vậy lúc này bên cạnh lý đông trạch mỉm cười nói liên hoan có thể nhưng không dùng ngươi mời khách chúng ta tổ hai đêm nay muốn tiếp đãi một vị khách quý vị kia khách quý chỉ mặc gọi tên muốn vương thái tiếp đãi nhưng vương thái tính cách ngươi cũng biết căn bản ứng phó không được cái loại này tình cảnh cho nên ta cùng quan nhã thương lượng sau quyết định cùng đi ngươi nếu như tới rồi không ngại cùng nhau dự hợp khách quý trương nguyên thanh tò mò hỏi lại quan nhã tìm được xen vào cơ hội cười mỉm nói là linh cảnh hành giả thế gia thiên kim đại tiểu thư thiên kim đại tiểu thư Trương Nguyên Thanh lập tức ha ha đứng lên, thọc vương thái eo, ngươi cái này mày rầm mắt to da hỏa, cũng không gặp lỗ mũi của ngươi rất lớn a, à, cư nhiên cấu kết lại gia đình giàu có tiểu thư. Vương thái mặt không biểu tình, ngươi không dùng đem thập trưởng cùng quan nhã lời nói lặp lại một lần. Lòng hắn mệt mỏi thở ra một hơi, ta cùng tán trang tỉnh tạ gia cũng không cùng xuất hiện. Nghĩ không rõ tạ gia đại tiểu thư vì sao phải thấy ta. Quan nhã liền cười nhạo nói, liền ngươi này không nhớ người đầu óc, cho dù có cùng xuất hiện, sợ là cũng đã quên, dù sao đây là chuyện tốt, vương thái A, cố gắng cố gắng, tranh thủ đi tại gia làm người ở rễ. A, à, ông t -R, r i thật là một cái làm cho người ta hâm mộ chức nghiệp. Lý Đông Trạch cười trêu chọc. Tạ gia. Trương Nguyên Thanh lại trong đội tâm lập bộp một chút, hỏi vội, cái này tạ gia là cái gì địa vị? Từ cấp công nhân phổ cập khoa học phương diện này, lý đông trạch cũng không rớt lại phía sau giải thích nói tạ gia cùng phó gia giống nhau là linh cảnh hành giả thế gia nên gia tộc hàng năm đều xuất hiện không ít nhạc sĩ thực lực rất mạnh tạ gia không tính quan phương tổ chức nhưng cũng là thủ tự chức nghiệp cùng ngũ hành liên minh thái nhất môn được mệnh danh là lui tới chính là bị triều đình chiêu an giang hồ môn phái trương nguyên thanh đã hiểu trong lòng tự nhủ các ngươi trong miệng tạ gia đại tiểu thư có phải hay không một cái ưa thích giả trang nhu nhược trang đáng thương trà xanh a à? tạ gia đại tiểu thư bán chính thức tổ chức chỉ mặc gọi tên muốn gặp vương thái điều kiện phù hợp hơn phân nửa chính là tạ linh hy nha đầu kia mẹ nó thật đúng là đã tìm tới cửa trương nguyên thanh nhíu nhíu mày trầm ngâm một lát ý định đi gặp nhỏ trà xanh lấy đối phương gia thế quyết tâm muốn tra hắn nhất định có thể tra được nguyên thủy thiên tôn không thậm chí không dùng tra đi ngũ hành liên minh quan phương diễn đàn nước một nước thiếp mời, nên biết rõ Vương Thái là nguyên thủy thiên tôn dùng tên giả. Nếu như trốn không nổi, không bằng thản nhiên đi gặp, thứ nhất tạ gia cũng coi như nửa cái quan phương tổ chức, so hoang dại hành giả, dân gian tiểu tổ dệt đáng tin. Thứ hai, lấy hắn bây giờ ở trong tổ chức địa vị. Danh khí, không cần quá giấu đầu lộ đuôi, tạ Linh Hy cũng chưa chắc muốn hại hắn vừa vặn thăm dò một chút nhỏ trà xanh ý đồ đến. Trương Nguyên Thanh trong lòng tự nhủ. Ở đơn vị vẫn luôn hỗn đến chạng vạn tối, tà dương như máu, Trương Nguyên Thanh cho dì nhỏ phát tin nhắn, làm cho nàng chuyển cáo ông ngoại bà ngoại, bọn hắn thân yêu cháu ngoại không trở về nhà dùng cơm. Sau đó, ngồi lý đông trạch xe thương vụ, tiến đến chỗ mục đích, hoa vũ khách sạn. Ngươi hôm nay làm chuyện gì, chọc ta mẹ tức giận như vậy. Trên đường, dì nhỏ phát tới tin tức chất vấn. Không có làm cái gì à? Trương Nguyên Thanh hồi phục. Đánh rắm, nàng đều mắng gia tộc của ngươi bại hoại, cái này rõ ràng là anh ta vinh dự danh xưng. Thật sự không có làm cái gì, chính là nhỏ ô phiến âm thanh phóng ra ngoài rồi. Trương Nguyên Thanh thuận miệng qua loa, ta là cậu y bác truyền nhân sao, cái này vinh dự danh xưng sớm muộn cậu chết sanh kế, không nói nữa, ta muốn đi thấy xinh đẹp tiểu cô nương tiểu cô nương. Dì nhỏ phát tới liên tiếp mang huyết đau tử biểu lộ. Hoa vũ khách sạn là khách sạn năm sao, phổ thông gian phòng 1.500 nguyên khởi, phòng 3.000 ở trên, kim có được phòng tập thể thao, quán bar, dưỡng sinh hội sở. Tiệc đứng chờ công năng. Ra vào cửa xoay khách nhân bên trong, ngoài trừ chỗ làm việc tinh anh, còn có mặt bó sát người váy liền áo, nùng trang diễm mạc đại tỷ tỷ. Khách sạn tầng cao nhất xoay tròn phòng ăn, đêm nay bị băng bó tràn, Trương Nguyên Thanh đám người ngồi thang máy, đang phục vụ nhân viên dưới sự dẫn dắt, đi vào cửa nhà hàng miệng. Phục vụ viên vì bọn họ đẩy ra cửa to, rộng rãi xa hoa trong nhà ăn, ngọn đèn nhu hòa, thảm lại dày vừa mềm, cửa ra vào hai bên đứng hầu bốn gã khuôn mặt mỹ lệ nhân viên phục vụ nữ. Cực lớn cửa sổ sát đất biên, một thiếu nữ thanh tú động lòng người mà đứng. Thưởng thức màn đêm bao phủ tùng hải thành phố nàng mặc nhu thuận thủy thủ phục, màu đen đến gối váy, cổ áo hệ màu đen nơ con bướm màu trắng áo, hát trường thẳng mềm mại áo choàng, trần nhà đánh xuống nhu hòa ngọn đèn, chiếu vào khuôn mặt của nàng ôn nhuận như ngọc, thanh lệ thoát tục. Thanh thuần, nhu thuận, xinh đẹp, nàng ngưng tụ hoa quý thiếu nữ tất cả mỹ hảo. Nghe thấy tiếng mở cửa, thiếu nữ quay đầu nhìn qua, con người sáng ngời, khuôn mặt phóng ra tươi đẹp lúng đồng tiền. Nàng cao hứng chạy vội tới đây, hô, vương thái ca ca lý đông trạch long mày nhíu lại nhìn bên cạnh vương thái vẻ mặt kinh ngạc hắn nhất định phải một lần nữa xem kỹ vương thái cùng tạ gia thiên kim quan hệ không nghĩ tới chính mình vị này cấp dưới lại là cái thâm tàn bất lộ trêu chọc mùi cao thủ quan nhã oa a à, một tiếng dáng tươi cười trêu tức nhìn xéo vương thái hạ giọng nói khinh thường ngươi rồi tạ gia người ở rễ vương thái vẻ mặt mộng bức hắn hoàn toàn không hiểu nổi tình huống lúc này bọn hắn trông thấy tại gia đại tiểu thư coi thường Vương Thái ở trương nguyên thanh trước người dừng lại dắt gốc áo của hắn ngọt ngào kêu lên ta tìm được ngươi rồi Vương Thái ca ca chương 66 tiên cảnh thế gia chương 66 tiên cảnh thế gia Vương Thái ca ca hắn Lý Đông Trạch cơ hồ bản năng muốn nhắc nhở tại gia đại tiểu thư ngươi nắm gốc áo cái vị kia không phải Vương Thái chính quy Vương Thái ở bên cạnh đâu như thế nào liền người đều nhận sai không khỏi quá lúng túng nhưng chợt lý đông trạch sắc mặt trì trệ hắn ý thức được không có làm rõ ràng tình huống chính là mình tạ gia đại tiểu thư chính là chạy nguyên thủy đi nàng xem cũng không có xem nhị đội những người khác mục tiêu vô cùng rõ ràng không tồn tại nhận lầm người khả năng cho nên vì cái gì nói muốn gặp vương thái quan nhã trêu tức dáng tươi cười thoáng cái cứng tại trên mặt nàng xem xem nguyên thủy lại nhìn một chút tạ Linh Hy, kiều mị mặt trái xoan dần dần mất đi biểu lộ. Chỉ có Vương Thái, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Ngươi tới Tùng Hải làm gì vậy, còn muốn tìm chúng ta Vương Thái tiếp đãi Thân cao một M8 trương nguyên thanh bể nghệ nhỏ trà xanh não dưa, chân nhìn xem rất dài, kỳ thật là cái nhỏ thằng luôn. Ta nói rồi muốn tìm ngươi nha, tạ Linh Hy tại chỗ nhảy nhảy, vui vẻ nói. Không hổ là thiếu nữ, dáng điệu uyển chuyển, không giống quan nhã loại này béo nữ nhân, nhảy dựng lên sẽ mất đi trọng tâm. Có cái gì tốt tìm, ta nói rồi. Chúng ta không muốn liên hệ. Trương Nguyên Thanh ánh mắt có chút bất mãn. Tạ Linh Hy quát cái miệng nhỏ nhắn, lã chả chực khóc, quỷ khuất nói, ngươi như thế nào như vậy a? À? ngươi lần trước cũng không phải là đối với ta như vậy, ngươi đối với ta lại quan tâm lại che chở, còn cầm đi ta quý giá đồ vật, hiện tại liền trở mặt. Lý Đông Trạch, Quan nhã, vương thái kinh nghi bất định xem kỹ trương nguyên thanh. Phải thay đổi thành vương thái, đối mặt như vậy một cái trà xanh mùi tử, đầu óc chỉ sợ tại chỗ đảng cơ, người bình thường cũng được xấu hổ, câu nệ, bó tay bó chân. Nhưng trương nguyên thanh không giống với. Hắn trầm mặt một chút, bỗng nhiên cười ha ha, thò tay ông tạ Linh Hy eo nhỏ, nói, thập trưởng, nàng là tự nguyện, ngươi không muốn bắt ta. Tạ Linh Hy sững sờ, chỉ cảm thấy dáng tại eo nhỏ tay nóng hổi mà hữu lực trong nội tâm nàng luồn lên một làng tê tê lạnh lẽo khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên chấn kinh thỏ con tự như bắn ra ngươi ngươi nàng trong lúc nhất thời nói không ra lời con mắt ngập nước trừng mắt trương nguyên thanh nhìn thấy một màn này thân là trinh sát lý đông trạch cùng quan nhã như có điều suy nghĩ hóa giải tạ linh hy làm yêu trương nguyên thanh lúc này mới giải thích nói nàng là tối hôm qua một chỗ chơi game quen biết Lý Đông Trạch bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt nhớ tới Trương Nguyên Thanh giả mạo Vương Thái chuyện này nhi, nếu như tà gia đại tiểu thư cũng là đêm đó tiến vào Kim Thủy Du nhạc viên hành giả, như vậy tình huống trước mắt liền giải thích được đã thông. Nàng muốn tìm cũng không phải Vương Thái. Lúc này, chân chính Vương Thái nhìn thoáng qua thập trưởng, nói, nếu như không phải tìm ta, ta đây có thể đi rồi sao? Thập trưởng, ta còn có nghiên cứu muốn làm. Tạ Linh Hy cuối cùng chú ý tới hắn, nghe vậy cũng có chút không hiểu, cái này tướng mạo thường thường nam nhân, cư nhiên một chút cũng không mất rơi. Cũng không có bất luận cái gì không vui cùng không cam lòng tâm tình. Ngược lại còn có một nhẹ nhẹ giải thoát cùng vui vẻ. Tạ Linh Hy con ngươi chuyển một cái, làm ra ôn nhu yếu ớt tư thái, tế thanh tế khí nói, ngươi chính là chân chính vương thái ca ca a, rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi ngàn vạn không nên tức giận, ta là bị nguyên thủy ca ca lừa gạt rồi mới đem ngươi lầm trở thành hắn vương thái nghiêm trang đáp lại ta không có tức giận thậm chí có chút ít tiểu nhân vui vẻ tạ linh hy lý đông trạch ho khan một tiếng nói đi làm tài xế trước đưa ngươi trở về vương thái không thích xã giao cường lưu hắn không có ý nghĩa đãi vương thái đi rồi tạ linh hy dẫn ba người nhập tọa phân phó phục vụ viên chuẩn bị mang thức ăn lên chỗ ngồi thấy, nàng một miệng một cái tỉ tỉ, ca ca, thanh thuần ngọt ngào tướng mạo, mềm nhu tiếng nói, làm lý đông trạch cùng quan nhã đối với nàng sinh ra mãnh liệt hảo cảm. Nguyên thủy ca ca, ngươi là thuộc về bạch hổ binh chúng đâu, khá tốt những tổ chức khác. Bạch hổ binh chúng, ta thích bạch hổ. Tương ừm, ta nghe lão tổ tông nói, bạch hổ binh chúng là kỷ luật nhất nghiêm minh, mặc dù nhiều quy củ, có đôi khi lộ ra cứng nhắc, nhưng là ngũ hành trong liên minh để cho nhất người yên tâm. Lời này của ngươi là cố ý nịnh nọt chúng ta à, làm sao sẽ đâu, nguyên thủy ca ca luôn dùng ác ý đo lường được nhân gia. Tạ Linh Hy giận hắn liếc một cái, tiếp tục nói chuyện phím, ngoại trừ bạch hổ binh chúng, thuần túy nhất chính là xích hỏa ban, nhưng lão tổ tông không thích xích hỏa ban người, cảm thấy bọn hắn quá thô lỗ quá nóng nảy, nguyên thủy ca ca, ngươi biết ngũ hành liên minh xây dựng trước, xích hỏa ban huy kỹ là cái gì không? Không biết là ngưu đầu nhân a. À? Cái gì? Xích hỏa ban tự xưng là viêm đế truyền nhân, viêm đế là thần nông thì sao, đầu trâu thân người. Ta nghe nói, Ngũ Hành Liên Minh xây dựng trước đó, tứ đại người của tổ chức thường xuyên dùng việc này trêu chọc Xích Hỏa Ban, chọc giận hỏa sư biện pháp tốt nhất chính là ngay trước hắn mặt, hô lớn một tiếng, ngưu đầu nhân phải chết. Lý Đông trạch kịch liệt ho khan, nhìn xem Trương Nguyên Thanh, trịnh trọng chuyện lạ nhắc nhở tạ tiểu thư là hay nói giỡn, lão hoàng lịch cũng không cần nói ra, loại lời này không nên nói lung tung. Nói lung tung sẽ như thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi. Sẽ bị đánh chết. Ta đây đổi thành thuần yêu chiến sĩ không mời mà tới, sẽ như thế nào? Trương Nguyên Thanh gấp một miệng trơn mềm xào thịt bò. Thừa cơ hỏi ra một cái nghi hoặc hồi lâu vấn đề, ta nhớ được thể nhân vật là tùy cơ phát ra, vì cái gì sẽ xuất hiện linh cảnh hành giả thế gia? Tạ Linh Hy nhấp một miếng tươi sống ép dừa nước, nghiêng đầu, dịu dàng nói, nguyên thủy ca ca có hay không nghe nói qua, chức nghiệp tập tính, cái này thuyết pháp, bất đồng chức nghiệp, có bất đồng tập tính, ví dụ như hỏa sư bình thường đều là táo bạo, xúc động, lỗ mãn. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Tạ Linh Hy cười tủm tỉm nói, thể nhân vật là chọn người, tính cách táo bạo người, đạt được hỏa sư thể nhân vật tỷ lệ lớn nhất. Tính cách âm trầm người, đạt được quỹ nước tỷ lệ càng lớn mà những cái kia tà ác tội phạm lấy được là tà ác chức nghiệp sau đó chức nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng tính cách táo bạo người trở nên táo bạo âm trầm người trở nên âm trầm hai cái hỏa sư sinh hạ tới hài tử ngươi cảm thấy táo bạo xác suất lớn không lớn trường kỳ dĩ vãng liền dần dần hình thành thế gia nhưng coi như là như vậy linh cảnh hành giả thế gia bên trong cũng không phải mỗi người đều có thể đạt được thể nhân vật Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tự nhủ, vậy ta phải đến thần dạ du thể nhân vật chứng thực là vì cái gì? Thần dạ du chức nghiệp đặc điểm là cái gì? Ta dị tôn quý. Tiệc tối rất nhanh chấm dứt, bốn người ăn xong tính toán sung sướng, trò chuyện với nhau thật vui. Lý Đông Trạch hợp thời đưa ra cáo từ, tạ Linh Hy lại khoát ở Trương Nguyên Thanh cánh tay, kiều tích tích nói, Lý Thập Trưởng, người đem hắn cho ta mượn trong chốc lát. Tối nay ta sẽ phái người đưa hắn trở về thấy Lý Đông Trạch chần chờ, nàng vội vàng chắp tay trước ngực, vẻ mặt khẩn cầu. Ai có thể cự tuyệt như vậy một cái thiếu nữ đâu, Lý Đông Trạch khẽ vuốt càm, không nhọc phiền tạ tiểu thư, ta sẽ làm tài xế ở khách sạn dưới lầu chờ, nguyên thủy, đã xong nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Trương Vân Thanh gật đầu, ánh mắt quan nhã cùng Lý Đông Trạch rời đi. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất đang xoay tròn đại sảnh cửa ra vào, tạ Linh Hy mới nhíu cái mũi, hừ hừ nói, ngực lớn như vậy, bờ mông như vậy tròn vừa nhìn chính là chuyên môn câu dẫn nam nhân quyến rũ tử thang máy kiệu trong mái hiên quan nhã cười nhạo nói tuổi không lớn lắm tầm cơ không nhỏ bây giờ tiểu cô nương trà vị đều nồng như vậy sao ở trinh sát trước mặt bất luận cái gì ngụy trang đều là phí công lý đông trạch chống thủ trường vuốt ve hai phiếc tiểu hồ tử nạn đối với ngươi có chút địch ý giống như đối nguyên thủy rất có hảo cảm mặt khác nàng giống như có việc yêu cầu nguyên thủy cũng tận lực chi mở chúng ta tiểu cô nương kia ở trong bữa tiệc liên tục tán dương quan nhã mỹ mạo vóc người đẹp cũng vẻ mặt ngưỡng mộ nói quan nhã tỷ tỷ xinh đẹp như vậy nhất định kết giao qua rất nhiều bạn trai a à. quan nhã liếc mắt nàng chơi chẳng qua nguyên thủy nếu bàn về tâm cơ nguyên thủy có thể so sánh nàng thâm trầm nhiều quan nhã xảy ra trương nguyên thanh gian phòng điều tra hắn máy tính tiểu tử này rộng rãi lạc quan bề ngoài dưới là một viên quái gỡ tâm. Vốn lấy nàng trinh sát năng lực. Nếu không phải kiểm tra này đó tư mật tin tức, đơn từ bề ngoài, căn bản nhìn không ra. Mà tạ Linh Hy, nàng liếc thấy ra nội tại bản chất. Cả hai đẳng cấp là phân biệt cách. Ngươi vừa rồi gọi quan nhã tỷ tỷ khi, nhưng là rất thân cận, rất ngoan ngoãn. Trương Nguyên Thanh cũng không trang, câu mày nói, ngươi tới Tùng Hải làm cái gì, không phải chuyên tới tìm ta a? À, tạ Linh Hy thề lưỡi, Dĩ giọng nói ta tới tùng hải là thay gia tộc bái phỏng một vị cố nhân nguyên thủy ca ca nghe nói qua chỉ sát cung sao chỉ sát cung toàn bộ thành viên điên phê chỉ sát cung trương nguyên thanh từ một tiếng tự nhiên biết rõ kia cung chủ chỗ gia tộc cùng tạ gia là thế giao về sau một hồi biến cố gia tộc kia suy bại hai nhà cũng vì vậy mất đi liên hệ tạ linh hy cảm khái nói ai ngờ vị kia chỉ sát cung chủ những năm gần đây cường thế cuộc khởi, trở thành đẳng cấp cao linh cảnh hành giả, liền cùng tạ gia một lần nữa có liên lạc. Nhớ không lầm, chỉ sát cung có được nhạc sĩ chức nghiệp đẳng cấp cao đạo cụ, trong tổ chức thành viên cũng có rất nhiều nhạc sĩ, mà tạ gia cũng là nhạc sĩ thế gia. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Tạ Linh Hi Ha Ha nói, ta tới Tùng Hải còn có một sự kiện, nhưng muốn trước chinh được Nguyên Thủy ca ca đồng ý. Chuyện gì? Quý vi nhân phụ trước khi lâm chung, không phải nắm ngươi hướng bằng hữu chuyển đạt một câu sao, tạ Linh Hy sợ hãi nói, có thể hay không để cho ta cũng đi. Lý do đâu? Ta không muốn nợ nhân tình, hắn không nói cho ta, là hoài nghi ta xuất thân quan phương, có thể thực tế thì, ngươi mới là quan phương nhân viên. Tạ Linh Hy mím môi. Cho nên ngươi là tưởng nhìn chầm chầm ta đi. Trương Nguyên Thanh mắt lé xem nàng, ngươi kỳ thật sớm biết ta là nguyên thủy thiên tôn, giống trống khu chiên muốn gặp nhị đội người, yêu cầu ta tiếp đãi là sợ bí mật cầu ta bị cự tuyệt, muốn cho một cái ta vô pháp lý do cự tuyệt. Quý vi nhân phụ rõ ràng kiên kỵ quan phương, hắn lâm chung lời nhắn nhủ sự không thể để cho quan phương tổ chức thành viên đi làm, nhưng hắn không biết nguyên thủy thiên tôn chính là ngũ hành liên minh người. Làm không tốt liền dẫn sói vào nhà. Tạ Linh Hy bị nói trúng tâm tư, vẻ mặt sùng bái, nguyên thủy ca ca thật lợi hại. Chương 67, tiến đến chỗ mục đích cứu rỗi. Chương 67, tiến đến chỗ mục đích không thể không nói, cùng nàng ở chung xác thực thoải mái. Trương Nguyên Thanh trong lòng cô. Hắn dường như thấy được nữ bản chính mình, bộ dáng tuấn, năng lực cường, nói chuyện lại êm tai. Hắn trầm ngâm vài giây, chậm rãi gật đầu, dứt khoát chỉ là truyền đạt một câu, có thể dẫn ngươi đi. Mặc dù nha đầu kia có chút theo dõi ý tứ, nhưng dù sao đại gia không có hiểu rõ nàng có phương diện này lo lắng có thể lý giải ít nhất nói rõ tạ linh hy biểu lý biểu khí nhưng là cái có ơn tất báo người cảm ơn nguyên thủy ca ca tạ linh hy tự nhiên cười nói lại thu hồi dáng tươi cười nghiêm mặt nói ta nhớ được là cho ngươi tìm một gọi vô ngân đại sư người tới tùng hải trước đó ta điều tra người này không có tương quan tư liệu trương nguyên thanh từ một tiếng Ngũ hành liên minh cơ sở dữ liệu bên trong cũng không có, nhưng là, nếu như vị này, vô ngân, đại sư là người bình thường, quý vi nhân phụ sẽ không tránh đi ngươi cái này, quan phương nhân viên, ta hoài nghi vô ngân đại sư là tà ác chức nghiệp. Điểm này, hai người đều đã nghĩ đến, cho nên, lo gút, sau, phân biệt lợi dụng bản thân con đường điều tra người này. Tạ Linh Hy con người sáng lóng lánh, có loại suy đoán của mình đạt được nhận đồng vui sướng, nói, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng ta cho rằng, đối phương cùng quý vi nhân phụ nên thuộc về đồng nhất loại người. Nhưng là, cái này như trước ẩn chứa mạo hiểm. Nguyên thủy ca ca, nguy hiểm nên ở có thể khống chế trong phạm vi, nếu như mạo hiểm rất lớn, quý vi nhân phụ sẽ không trước khi chết nhờ cậy ngươi, hắn đã làm như vậy, nhất định là có nắm chắc. Tạ Linh Hy cố ý chạy đến Tùng Hải, chính là ý thức được vô ngân đại sư khả năng thuộc về tà ác chức nghiệp, sợ hãi hắn bị vương thái ca ca biến thành khi pi coi như là còn quý vi nhân phụ ân cứu mạng. Mà Trương Nguyên Thanh đáp ứng nàng là cảm thấy tạ gia đại tiểu thư bên người hơn phân nửa có linh cảnh hành giả bảo hộ, có nàng cùng, có thể đối đi tắm mạo hiểm. Ngươi chừng nào thì làm xong việc. Ngày mai đi bái phỏng vị kia cung chủ, ngày kia có rảnh. Tạ Linh Hy nắm bắt muỗng nhỏ tử, đào một khối sau khi ăn xong ngọc phẩm, một bên nhấm nháp mỹ vị, một bên nâng quai hàm, dừng ở đối diện người trẻ tuổi nguyên thủy ca ca ngươi thật lợi hại liên tục qua cửa hai các cấp tiên cảnh nhân già có thể sùng bái ngươi rồi biết rõ ta là rõ đầu rõ đuôi người mới cũng miệng không đề ta ở tiên cảnh bên trong tự xưng kinh nghiệm phong phú hành giả chuyện cái này là cao tình thương e quy cao a à trương nguyên thanh cũng ăn một miếng ngọc phẩm nghĩ đến nàng vừa rồi nịnh nọt cùng lấy lòng không khỏi cảm khái tiểu cô nương này tuổi còn trẻ đẳng cấp không thấp loại này thời khắc bưng lấy ngươi sùng bái ngươi thiếu nữ kỳ thật khó chơi nhất bởi vì ngươi không tiện cự tuyệt đối phương bình thường nam nhân khẳng định bị ăn gắt gao nhưng trương nguyên thanh không phải bình thường người hắn là cái xã ngưu linh hi mụi tử ngươi xem đêm nay ánh trăng rất đẹp ngươi đã như vậy sùng bái ta không bằng đêm nay ta lưu lại cùng ngươi ngắm trăng a à, ngươi gian phòng số nhiều ít nguyên thủy ca ca ta ta còn là đứa bé tạ linh hi đỏ mặt đúng dịp ta cũng là đứa bé tạ linh hi trong nội tâm thở dài nàng ưa thích để mà lui vì tiếng phương thức khống chế quyền chủ đạo ai có thể cự tuyệt một cái sùng bái ngươi cô nương đối với ngươi đưa ra một ít không quá phận yêu cầu đâu trước hết để cho năm nhân phiêu lên thuận tiện gây khó dễ mặc dù không có nói qua yêu đương nhưng nàng am hiểu sâu nam nữ ở chung chi đạo mẫu thường đại nhân chính là đạo này cao thủ là cái loại này đánh trượng phu một cái tác còn có thể đem trượng phu dỗ dành tốt, cũng làm cho đối phương cảm giác mình là một gia chủ người cao đẳng cấp cường giả. Tạ Linh Hy mưa dầm thấm đất, có được mẫu thượng bảy tám phần tinh túy, dùng thuật này đối phó trưởng bối, cùng thế hệ, mọi việc đều thuận lợi. Có thể ở nguyên thủy ca ca nơi đây, giống như không quá có tác dụng. Hắn sẽ mượn ngươi nịnh nọt hướng lên bò, phản đem ngươi một quân. Đương nhiên, tạ Linh Hy quả thật có chút sùng bái vị này lớn hơn mình không được mấy tuổi nam hài. Trao đổi một chút phương thức liên lạc. Sáng ngày mốt ta sẽ tới tìm ngươi. Trương Nguyên Thanh cùng nàng trao đổi số điện thoại di động về sau, rời đi khách sạn. Rời đi khách sạn, cưỡi xe thương vụ về nhà trên đường, Trương Nguyên Thanh bấm lý đông trạch điện thoại. Thập trưởng, ta từ khách sạn rời đi rồi, đang muốn về nhà. Lý Đông Trạch rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đón lấy mỉm cười trêu chọc cho nên ta là không phải nên bảo ngươi tạ gia người ở rễ ta cùng quan nhã đều có thể nhìn ra vị đại tiểu thư kia đối với ngươi rất có hảo cảm a à, trương nguyên thanh phát sầu nói so sánh với tạ gia người ở rễ ta càng muốn làm quan gia người ở rễ lý đông trạch sững sờ giọng điệu như thường nói kỳ ngươi muốn thêm chút sức lý đông trạch đã hiểu nguyên thủy tiểu tử này là đang thử dò xét quan nhã thân phận hắn là làm sao biết quan nhã thân phận không tầm thường trước mắt đến xem nguyên thủy chỉ là biết rõ quan nhã thân phận bất thường nhưng không biết nàng cùng phó bách phu trưởng quan hệ trương nguyên thanh đánh cho cái ha ha đem cái này chủ đề mang qua chợt nghiêm mặt nói ta ngày kia cùng với tạ gia cái kia tiểu nha đầu đi ra ngoài chơi đại khái một ngày thời gian có thể phản hồi nàng chỉ mặc gọi tên muốn ngươi tiếp đãi hảo hảo cùng nàng a lý đông trạch không có phản đối trương nguyên thanh trong nội tâm đốn an thập trưởng không có phản đối nói rõ tại gia phong bình cũng không tệ lắm hắn đánh tiếp nghe chuyện thứ hai thập trưởng ta qua cửa kim thủy du nhạc viên sau thuận lợi tấn chức hai cấp mà lại phần thưởng một kiện thật tốt đạo cụ tấn chức hai cấp lý đông trạch thở dài một tiếng một cái nhiệm vụ thăng một cấp người tấn chức tốc độ thật sự làm cho người ta hâm mộ ừ chỉ là hâm mộ thăng cấp tốc độ ngươi nhiều lần xứng đôi đến cấp tiên cảnh, tức thì làm cho người ta thương cảm. Rồi sao? Ta nghĩ gia nhập lùng bắt hát vô thường trong khi hành động, một mặt là vì nhị đội công tích góp một viên gạch, một phương khác là ma luyện chính mình. Trương Nguyên Thanh vội nói. Lý Đông Trạch không có phản đối, chần chờ một chút, hai cấp thần dạ du chiến lực, so đồng cấp những nghề nghiệp khác mạnh hơn, ngươi quả thật có tư cách tham dự tiến đến. Nhưng chuyện này người phụ trách là chấp sự cấp, ta không làm chủ được, ngày mai thay người báo cáo cho phó bách phu trưởng, nhìn hắn quyết định. Cảm ơn thập trưởng. Cúc điện thoại, Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Phát hiện tài xế đi cao cái đường không đúng, cao mày nói, làm sao vậy? Hàng phía trước tài xế đáp lại nói, lượn quanh một chút đường, phòng bị theo dõi. Phòng bị theo dõi, từ, ta hiện tại danh khí càng lúc càng lớn, biết rõ ta ở Khang Dương khu tổ hai không ít người, tương lai đi tới đi lui đơn vị cùng gia đình, xác thực phải chú ý theo dõi phương diện này Trương Nguyên Thanh đem cái này chi tiết ghi ở trong lòng. Một giờ sau, tài xế đem hắn đưa về tiểu khu, Trương Nguyên Thanh ngồi thang máy trở lại tương ứng tầng trệt, vừa như từ hành lang cửa sổ, trở mình hồi phòng ngủ mình. Tài khuếch khẽ nhúc nhích. Nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến kịch liệt đánh nhau âm thanh. Ai? Hắn bất đắc dĩ thở dài, lựa chọn đi cửa chính, cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa chống trộm, thấy bà ngoại không có canh giữ ở phòng khách ngồi sổng hắn, lập tức như trút được gánh nặng, vặn mở cửa phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Giang Ngọc Nhĩ ngồi xếp bằng ở tivi trước, nắm tay chui đát 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 chơi game. Nghe thấy tiếng cửa mở phía sau, Giang Ngọc Nhĩ nghiến răng nghiến lợi nói, trong trò chơi bi bốt là một cái tan học không trở về nhà nam hài tử, đã biết rõ ở bên ngoài lêu lỏng, ta muốn chém chết hắn. Ta giúp ngươi một chỗ chém. Trương Nguyên Thanh mặt giày đi qua. Lăng. Giang Ngọc Nhĩ eo nhỏ uống éo, nửa người trên không động, tiếp tục nắm tay chui chơi game, hai cái chân dài bên cạnh đến phía sau, một đống đá mạnh, thể hiện ra kinh người sức eo. Trương Nguyên Thanh cầm chặt lạnh lẽo chân nhỏ, nhẹ nhàng vừa nhất, nàng liền ai nha một tiếng ngưỡng ngã xuống đất. Hắn thuận thế ngồi xuống, cầm lấy cầm lấy một tay cầm, một lần nữa bắt đầu trò chơi. Giang Ngọc Nhĩ ngồi thẳng thân thể, đầu ngón tay dụi dụi mắt giác lệ chí, khẽ nói, đi nơi nào quỷ hổn. Hai người kề vai sát cánh mà ngồi, dừng ở tivi, một bên chơi game vừa nói chuyện, hôm nay cùng một cái nữ cao trung sinh ăn cơm. Nghe nói ta là Tùng Hải Đại học, phi thường sùng bái ta, gắn phải kéo ta đi khách sạn phụ đạo nàng làm bài tập, đặt vẫn là khách sạn năm sao, à, ta làm sao có thể có tiền thuê phòng. Cho nên ngươi sẽ trở lại. Không, ta làm cho nàng trả tiền. Người đi chết, buổi sáng 7 giờ 30 phút. Bàn ăn biên, Giang Ngọc Nhị trong miệng cắn bánh quẩy, vô tình, đầu óc từng điểm từng điểm, nhỏ gà mái mổ thóc tự như. Người có phải hay không lại thức đêm, đều nói rồi không phải cuối tuần không cho phép thức đêm, lão nương lời nói có phải hay không không dùng được. Bà ngoại răng dậy con gái, lúc này, cháu ngoại ngáp ra khỏi phòng. Bà ngoại hừ lạnh một tiếng, vẫn còn vì hôm qua sự sinh khí, nhưng thanh lý môn hộ không tốt ngay trước người nhà mặt làm, liền trầm mặt tiếng phòng bếp cho cháu ngoại bưng tới cháo nóng, tốt gọi hắn ăn chén chặt đầu cơm. Mấy phút đồng hồ sau, bà ngoại nhìn xem cũng xếp hàng ngồi, một chỗ mổ đầu con gái cùng cháu ngoại, giận tím mặt, các ngươi tối hôm qua làm gì vậy? Giang Ngọc Nhị nhất định muốn tới phòng ta chơi game. Trương Nguyên Thanh nhất định muốn ta đi phòng của hắn chơi game. Hai người trăm miệng một lời sau đó bọn hắn liền nội chiến, trương nguyên thanh tóm gì nhỏ tóc. Giang Ngọc Nhĩ bắt cháu ngoại trai mặt. Ông ngoại cùng biểu ca tập mãi thành thói quen, bình tĩnh ăn cơm. Hai ngày sau, buổi sáng 8 giờ, trước giờ gửi nhắn tin liên hệ qua Trương Nguyên Thanh thuê xe đi vào hoa vũ khách sạn dưới lầu, không đợi bao lâu, tạ Linh Hy liền từ cửa xoay đi vào trong đi ra. Nàng hôm nay mặc màu đen quần thể thao, màu trắng sớt, màu trắng nữ thức áo khoác, trên chân màu trắng dậy chạy đua. Nhẹ nhàng đồ thể thao. Hát trường thẳng cũng buộc thành đuôi ngựa, theo chạy chậm, sáng ngời a à sáng ngời. Đáng nhắc tới, nàng trên đầu còn đeo một cái màu trắng đẹp để đầu đội thức tai nghe. Không biết còn tưởng rằng nàng đi ra ngoài chạy bộ. Nguyên thủy ca ca, ta làm tài xế lấy xe. Tạ Linh Hy ở trước mặt hắn dừng lại, dáng tươi cười ngọt ngào. Nhìn thấy vị kia cung chủ trương nguyên thanh tò mò hỏi tạ linh hy khẽ lắc đầu thất vọng nói nàng không thấy ta Dựa plastic thế dao trương nguyên thanh cười nhạo một tiếng đương nhiên không phải tạ linh hy cổ má trừng mắt là vì vùng duyên hải hạ hầu gia người đến tùng hải tiệm nàng phiền toái nàng muốn chuẩn bị chiến tranh cường địch liền không thấy ta hạ hầu gia trương nguyên thanh đầu óc đi lòng vòng nhớ tới đây là cái gì gia tộc bởi vì qua cửa cấp tiên cảnh, quyền hạn của hắn gia tăng lên, vì vậy có thể đọc một ít so sánh giữ bí mật đẳng cấp tương đối cao tư liệu. Ở linh cảnh hành giả trong thế giới, thủ tự chức nghiệp trận doanh trung, lực ảnh hưởng lớn nhất là ngũ hành liên minh cùng thái nhất môn hai đại quan phương tổ chức, tiếp theo là ngũ đại gia tộc, chúng theo thứ tự là học sĩ, chức nghiệp, triệu, lưu, hạ hầu tam gia. Nhạc sĩ chức nghiệp, hạ, chu hai nhà. Chỉ sát cung cung chủ chỗ gia tộc, trên tư liệu không có ghi lại đại khái là bởi vì rất nhiều năm trước liền xóa tên nguyên nhân hạ hầu gia con trai trưởng tháng trước bị cung chủ đánh phế đi này không cứ tới đây trả thù sao tạ linh hy lo lắng lo lắng hạ hầu gia kinh doanh nhiều năm cao thủ đông đảo mạng lưới quan hệ tứ thông tám đạt mà dừng giết cung dù sao chỉ là tùng hải địa phương tổ chức đang muốn đấu ngũ hành liên minh nhất định là đứng ở hạ hầu gia bên này. Chỉ sát cung thực lực, so với hạ hầu gia vẫn là kém rất nhiều, xem ra chỉ sát cung có phiền toái. Trương Nguyên Thanh trông thấy một cổ xa hoa xe thương vụ lái tới, nhân tiện nói, đây không phải chúng ta muốn suy tính sự, xe tới rồi. Lần này xuất hành chỗ mục đích, là núi vàng thành phố. Ở Tùng Hải phương Bắc, lộ trình không xa, cưỡi cao sắt chỉ cần 25 phút đồng hồ, lái xe một giờ trái phải liền có thể đến. Bọn hắn với 9 giờ 30 phút đi vào chỗ mục đích, đây là một nhà kiến ở ngoại ô nhỏ nhà khách, khảm ở cửa to đỉnh chiêu bài đèn viết, vô ngân nhà khách. Đại xe thương vụ ngừng tốt, Trương Nguyên Thanh cùng tạ Linh Hy xuống xe, đi vào nhà khách phòng trước. Hai vị cần gì gian phòng? Trước sân khấu là một vị 30, 35 tuổi diễm lệ nữ tử, mang trên mặt chức nghiệp mỉm cười, con mắt tròn mà mị, bộ ngực cao ngất, rất có hàm súc thú vị. Không ở trọ, chúng ta tìm người. Trương Nguyên thanh thẳng vào chủ đề, hạ giọng, tìm vô ngân đại sư. Diễm lệ nữ trước sân khấu như trước mặt mỉm cười, nhưng tròn mà mị con ngươi hiếp đứng lên, con mắt quan tự hồ cũng biến thành lợi hại như đau. Chúng ta nơi đây không có gọi vô ngân. Nàng gằn từng chữ. Không khí chung quanh dường như ngưng kết, Trương Nguyên Thanh cùng tạ Linh Hy đồng thời cảm thấy áp lực cực lớn, bọn hắn có loại bị sói đói nhìn chầm chầm vào áo giác. Đây không phải siêu phạm giai đoạn có thể có cảm giác áp bách A, à, một cái trước sân khấu đẳng cấp đều cao như vậy. Hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh nói, quý vi nhân phụ nắm ta cho vô ngân đại sư mang câu nói. Nương theo lấy câu nói này, bao phủ phía trước sảnh cảm giác áp bách tiêu tán không còn, Trương Nguyên Thanh cùng tạ Linh Hy có chút nhẹ nhàng thở ra, loại kia bị sói đói nhìn chăm chú cảm giác nguy cơ không có. Sân khấu nữ nhân nheo lại mắt. Xem kỹ lấy một bàn chi cách tuổi trẻ nam nữ, lại không để lại dấu vết liếc qua nhà khách bên ngoài. Ta đã biết, hai vị khách nhân chờ một lát. Nàng thu hồi ánh mắt, ngữ khí lãnh đạm lưu lại câu nói này, đi vào nhà khách chỗ sâu, dậy cao gót, lạch cạch âm thanh càng ngày càng xa. Hô! Tạ Linh Hy thở ra một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt, thấp giọng nói, nguyên thủy ca ca, ta, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện trương nguyên thanh ghé mắt nhìn nàng tạ linh hi nói ra chính mình suy đoán chúng ta không có tra được vô ngân đại sư tư liệu có hay không dạng này một loại khả năng không phải hắn danh bất kinh truyền mà là mà là chúng ta quyền hạn quá thấp một cái sân khấu liền có được đáng sợ như vậy uy áp vì kia vô ngân đại sư là cấp bậc gì có thể nghĩ trương nguyên thanh sắc mặt nghiêm túc gật đầu ta cũng nghĩ đến cho nên vừa rồi đang định đào tẩu mà lại ta rất có đào tẩu lòng tin a à, tạ linh hy lấy làm kinh hãi trận to đôi mắt sáng ta vừa rồi hoàn toàn chân đều như nhũn ra căn bản không có ý niệm trốn chạy vừa muốn đem đầu giấu vào ngươi trong nách cho nên ta mới có lòng tin đào tẩu a à, ta chỉ cần chạy sau đồng đội nhanh là được trương nguyên thanh trong lòng oán thầm hắn triển khai cánh tay đem tạ linh hy đầu kẹp ở trong nách hỏi dạng này có thể hay không cho ngươi cảm giác an toàn Nguyên thủy ca ca, thả ta ra, mau buông ta ra, rất mất mặt. Tạ Linh Hy dùng sức giãy giụa. Nàng đem đầu từ Trương Nguyên Thanh trong nách rút ra, đỡ tốt nhiên lệch đầu đội thức tai nghe, hạ giọng, "Nguyên thủy ca ca, tai nghe của ta là đạo cụ, có thể nghe lén phương viên 500 mét bên trong tất cả động tĩnh." Nàng ngưng thần lắng nghe, nhỏ giọng nói, "Nữ nhân kia tiếng thang máy. Thang máy đứng tại lầu 4." Nàng mở ra thang máy bên trái căn phòng thứ hai cửa. Nàng biến mất. Tạ Linh Hy ngửa mặt lên. Kinh ngạc nói, nàng biến mất không thấy. Biến mất không thấy gì nữa. Là gian phòng khách kia ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Trương Nguyên Thanh vỗ vỗ tiểu nha đầu bả vai, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Hai người yên lặng chờ đợi, trong quá trình, tạ Linh Hy liên tiếp nhìn về phía nhà khách bên ngoài xác nhận gia tộc mang tới bảo tiêu một mực chú ý chính mình, trong lòng mới thoáng có cảm giác an toàn. Đại khái sau 10 phút, nàng đầu một bên, thấp giọng nói, nàng đi ra. Lại mấy phút nữa, Trương Nguyên Thanh nghe thấy thang máy, đinh, một tiếng, kiệu sương trở về lầu một, tiếp theo giày cao gót lạch cạch tiếng vang lên. Tư sắc diễm lệ A Di trở về phòng trước, nhìn qua bọn hắn, nói, đi theo ta đi. Nàng ánh mắt lãnh đạm đảo qua vẻ mặt nghiêm túc các thanh niên, A một tiếng, sợ, các ngươi cũng có thể dẹp đường hồi phủ. Trương Nguyên Thanh cười nói, tỷ tỷ hiền hòa mềm lòng, xem xét chính là người tốt, chúng ta không sợ. Tạ Linh Hi nhu nhu nhược nhược nói, a à di, chúng ta chỉ là đến mang câu nói, không có ác ý. Nữ nhân thần sắc chuyển nhu, khẽ vuốt cầm, mang theo bọn hắn ngồi thang máy, đi vào lầu bốn. Nàng đứng tại trong hành lang, nhìn về phía thang máy bên trái gian thứ hai phòng khách, nói, đi vào đi. Trương Nguyên Thanh trông thấy bản số phòng, 404. Tên rất hay. Khóe miệng của hắn giật một cái, lôi kéo tạ Linh Hy đi vào cạnh cửa, vặn ra chốt cửa. Răng rắc. Rất nhỏ lưỡi khóa búng ra tiếng vang lên sát na, phản phất có một cổ trầm tĩnh mà cường đại lực lượng bao phủ tới, cảnh vật trước mắt cấp tốc phát sinh biến hóa. Trong hành lang thảm biến thành một mạc sứ men xanh, quét vôi màu trắng vách tường biến thành tấm gạch cùng vật liệu gỗ hỗn hợp kết cấu, sĩ quan đèn biến thành lấp lánh ánh nến. Trương Nguyên Thanh cùng tạ Linh Hi ngạc nhiên nhìn quanh, bọn hắn thân ở một tòa chùa miếu trong đại điện, cao 7 tám mét mái vòm là hồi văn lội hoa khung trang trí. Vẽ lấy đầy trời thần Phật. Khung trang trí bên dưới là một tôn cao 5 mét đại Phật màu vàng, nhạc hoa cúi xuống, thần thái giống như từ bi giống như uy nghiêm giống như lạnh lùng. Bàn cống phẩm điểm 18 cây tráng kiện ngọn nến, ánh nến sáng tỏ. Đại Phật phía dưới có bộ đoạn, trên đó ngồi xếp bằng một tên nạp y màu xanh tăng, thân hình cao lớn, chỉ là ngồi xếp bằng, liền cùng tạ Linh Hy đồng dạng cao. Trương Nguyên Thanh cùng tạ Linh Hy lặng yên đối mặt, trong mắt có hoảng sợ cùng ngưng trọng, trước một khắc bọn hắn còn tại nhà khách trong hành lang, sau một khắc liền xuất hiện tại trong chùa miếu là lẫm. Nếu không phải bên tai không có phó bản thanh âm nhắc nhở, hai người đều muốn hoài nghi mình lại tiếng linh cảnh làm nhiệm vụ vị này vô ngân đại sư so ta tưởng tượng khủng bố hơn a à, cái này mẹ nó phải là cấp bậc gì linh cảnh hành giả mới có thủ đoạn như vậy trương nguyên thanh hít sâu một hơi nhìn qua mặt nạp y màu xanh bóng lưng ngữ khí cung kính thế nhưng là vô ngân đại sư dạ du thần và nhạc sĩ các ngươi là người phía quan phương tổ chức trầm thấp thanh âm khàn khàn truyền đến ngữ khí rất quái lạ phản phất tại nhẫn nại lấy một loại nào đó thống khổ đúng Trương Nguyên Thanh không dám giấu giếm. Trong điện trầm mặt mười mấy giây, trầm thấp thanh âm khàn khàn lần nữa quanh quẩn, thẹn là nhân phụ trước khi chết nói cái gì. Trương Nguyên Thanh thanh âm không tự chủ trầm thấp, hắn để cho ta chuyển cáo đại sư, rất xin lỗi, ta đến nay vẫn không biết, sai là ta, hay là thế giới này. Nói câu nói này thời điểm, hắn lại một lần nhớ lại thẹn là nhân phụ trước khi lâm chung ánh mắt, ánh mắt lóe ra căm hận cùng bi ai kia. Trong điện có một lần lâm vào lâu dài trầm mặt, trầm mặt đến để Trương Vân Thanh cùng tạ Linh Hy hoảng hốt. Rốt cục. Vô Ngân Đại Sư thở dài một tiếng, ta đã biết. Tạ Linh Hy do dự một chút. Cả gan, nhỏ giọng hỏi, Đại Sư, hắn đối với ta có ân cứu mạng, hắn cũng không phải là ác nhân, là, tại sao lại trở thành nghề nghiệp tà ác? Nạp y màu xanh tăng nhân chậm rãi nói, hắn trước kia có một đứa con gái, rất thông minh, rất ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn thành tích học tập liền rất tốt. Lúc lên đại học, dần dần chuyển biến, bắt đầu truy cầu vật chất, cùng đồng học mù quán ganh đua so sánh, vì cung cấp nuôi dưỡng nữ nhi, thẹn là nhân phụ ngày đêm làm công, liều mạng kiếm tiền, nhưng càng ngày càng không cách nào thỏa mãn nữ nhi nhu cầu, thẳng đến có một ngày, hắn phát hiện nữ nhi tại trên Internet mượn rất nhiều tiền. Bị chụp ảnh bất nhã. Hắn vô lực hoàn lại những nợ nần kia, càng thấy nữ nhi mất mặt xấu hổ, có nhục cửa nhà, hai cha con đại xảo một khung, hắn tuyên bố muốn đoạn tuyệt cha con quan hệ, thẹn là nhân phụ cho là, đây hết thảy đều là nữ nhi sai, nàng trở nên hám làm giàu, trở nên ích kỷ, trở nên để cho người ta không nhận ra được. Về sau, công ty cho vay khống chế nữ hài kia, bức bách nàng làm lên da thịt sinh ý, không chút kiên kỵ đùa bỡn nàng, lăng nhục nàng, trong tuyệt vọng, nàng nhảy lầu tự sát. Thẹn là nhân phụ hỏng mất, hắn bắt đầu cảm thấy sai là chính mình nếu như có thể cho nữ nhi hậu đãi đời sống vật chất nếu như có thể có tiền cho nữ nhi trả nợ đây hết thảy bi kịch liền sẽ không phát sinh hắn vô số lần hối hận trận kia cãi nhau lúc ấy nếu như có thể an ủi nữ nhi làm bạn nữ nhi có lẽ liền sẽ không có hậu tới sự tình là hắn tự tay đem nữ nhi đẩy vào vực sâu nữ nhi sau khi chết hắn dự định cáo nhà kia công ty cho vay cáo những cái kia tra tấn nữ nhi bức tử nữ nhi ác đồ, nhưng công ty cho vay kia ngay tại chỗ rất có năng lượng, hắn thu kiện. Hắn tiêu trầm thật lâu, ý thức được sai không nữ nhi, là hắn, là thế giới này. Hắn cho là, người không cách nào cải biến hoàn cảnh, người là thụ hoàn cảnh ảnh hưởng. Khi xã hội này cả ngày tại ngươi bên tai gào thét vật chất, gào thét tiền tài, ngươi liền nhất định sẽ bị ảnh hưởng, trở nên hám làm giàu, trở nên vật chất, không ai có thể ngoại lệ nữ nhi của nàng còn không có tiếng xã hội không hiểu được lòng người hiểm ác bị dẫn dụ lấy tiêu phí dẫn dụ lấy vay mượn cuối cùng mới đi lên không đường về này thế giới này hỏng bét hắn quyết định tự thân vì nữ nhi báo thù hắn xâm nhập công ty cho vay giết chết đã từng khi nhục nàng bức tử nàng ác đồ sau đó thoát đi hiện trường chính là trận kia giết chóc để hắn thu được thể nhân vật trở thành cổ hoặc chi yêu thẹn là nhân phụ là cái người cực đoan nhưng hắn không phải khát máu ác đồ, nhưng mà, một khi trở thành nghề nghiệp tà ác, chung thân không có đường quay về, hắn tại trên không đường về này càng chạy càng xa, đẳng cấp càng ngày càng cao, lại càng ngày càng thống khổ. Thẳng đến có một ngày, hắn gặp ta, liền đi theo ở bên cạnh ta tu hành, hy vọng có thể hóa giải trong lòng lợi khí, đạt được cứu rỗi. Nhưng hắn quá quá khích, hắn không muốn làm sát kẻ vô tội, nhưng lại cuộc cường không muốn cùng thế giới này hòa giải có lẽ tử vong với hắn mà nói là kết cục tốt nhất. Khó trách hắn muốn cứu tạ Linh Hy, nữ nhi của hắn cùng nha đầu này không chênh lệch nhiều, hắn vô số lần hối hận lúc trước không có kéo nữ nhi một thanh, cái kia thả người bổ nhào về phía trước, cứu không phải tạ Linh Hy, là năm đó cái kia nhảy lầu tự vẫn nữ nhi. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua trà xanh nhỏ, tạ Linh Hy kinh ngạc không nói gì, mắt đục đỏ ngầu. Hắn yên lặng thở dài một hơi, nói, đại sư, ta cảm thấy, hắn đã được đến cứu rỗi. Đưa lưng về phía hai người vô ngân đại sư từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng phất tay, trong tay áo bơi ra hai đạo ánh sáng nhạt, rơi vào tạ linh hy cùng trương nguyên thanh bên chân. Hai người định thần nhìn lại, là hai khối đen như mực ngọc thạch, nửa cái lớn cỡ bàn tay, nội bộ có màu đen ánh sáng nhạt cuồn cuộn biến ảo ra đủ loại hình thái, tự như ảo mộng. Chỉ là nhìn mấy giây, tạ Linh Hy cùng Trương Nguyên Thanh liền cảm giác trước mắt biến thành màu đen, đầu ván mắt hoa. Cảm tạ các ngươi mang về hắn diên ngôn, nó gọi thông mộng ngọc phù, bóp nát nó, có thể liên lạc ta, gặp được nguy hiểm, ta sẽ ra tay giúp các ngươi một lần. Giới hạn tại thế giới hiện thực, trong linh cảnh sử dụng vô hiệu. Vô ngân đại sư thản nhiên nói, rời đi đi. Phật tượng, ánh nến bắt đầu vặn vẹo. Nhào nhào phá toái, Trương Nguyên Thanh cùng tạ Linh Hy về tới nhà khách, bọn hắn đang đứng tại rộng mở trước của phòng, trong phòng là tiêu chuẩn phòng một người. Hai người bên chân nằm hai khối ngọc thạch màu đen. Chương 68, Vô Ngân Đại Sư Tư Liệu Chương 69, Vô Ngân Đại Sư Tư Liệu Trương Nguyên Thanh nhặt lên một quả màu đen ngọc thạch, trong tầm mắt bắn ra một cái tin tức, tên gọi, đi vào giấc mộng ngọc phù loại hình, tiêu hao phẩm, công năng, cảnh trong mơ triệu hoáng cái giới thiệu, ác mộng chế tạo cơ sinh sản ra tử đạo cụ có thể mở ra một cái liên tiếp chủ thể cảnh trong mơ thông đạo ghi chú có một ngày một vị không thể miêu tả tồn tại ngẫu nhiên gian đọc một quyển gọi là ít mộng chế tạo cơ manga có cảm xúc nên phát ra vì vậy ác mộng chế tạo cơ liền xuất hiện cảnh trong mơ lĩnh vực đạo cụ nhớ không lầm cảnh trong mơ giống như là huyễn thuật sư chức nghiệp năng lực vị này vô ngân đại sư là huyễn thuật sư trương nguyên thanh cất kỷ ngọc phù nhìn về phía bên cạnh tạ Linh Hy, nói, đi thôi. Lại hướng cửa thang máy diễm lệ nữ tử gật đầu, quấy rầy, chúng ta hôm nay không có đã tới, càng không biết cái này tân quán tồn tại. Diễm lệ nữ tử A à một tiếng, rất hiểu sự. Nàng ấn sáng dưới thang máy đi cái nút, mang theo trương nguyên thanh cùng tạ Linh Hy phản hồi lầu một. Chờ ngồi trở lại trong xe, sau lưng vô ngân nhà khách càng ngày càng xa. Cuối cùng không thể nhận ra, tạ linh hy thân thể căng thẳng mới tùng hạ tới nói nguyên thủy ca ca cái kia vô ngân đại sư hẳn là một vị huyễn thuật sư đẳng cấp rất cao rất cao nàng lấy ra màu đen ngọc thạch cảm khái nói cũng không biết tương lai gặp được nguy hiểm có nên dùng nó hay không mặc dù vị kia vô ngân đại sư không có thương hại bọn hắn nhưng dù sao cũng là tà ác chức nghiệp làm cho người ta phát ra từ nội tâm kiên kỵ thật đã đến sinh tử nguy cơ thời khắc tự nhiên muốn dùng dù sao sẽ không so chết càng kém kết quả. Trương Nguyên Thanh nói. Tạ Linh Hy gật gật đầu. Có chút thương cảm nói, ta khi còn bé, liền nghe các trưởng bối nói, tạ ác nghề nghiệp là hai tay dính đầy máu tanh tội phạm, phanh thay xé xác cũng không đủ. Nhưng ta chưa từng có nghĩ tới, có chút phạm phải sát nghiệt người, có lẽ là bị buộc, là có nguyên nhân, bọn hắn cũng không phải trời sinh bại hoại, bọn hắn cũng muốn cứu rỗi chính mình trương nguyên thanh không khỏi nghĩ tới âu hướng vinh vị này cổ hoặc yêu tuổi nhỏ khi tao ngộ tàn nhẫn vườn trường bá lăng xin giúp đỡ không cửa để lại thật sâu tâm lý bóng ma tâm tính vì vậy vặn vẹo cuối cùng đi đến một cái không đường về nếu như năm đó có người có thể kéo hắn một thanh có lẽ trên đời sẽ thiếu một vị hung tàn ác đồ âu hướng vinh đương nhiên đáng chết bởi vì hắn đã triệt để tan vỡ trở nên tàn bạo khát máu nhưng quý vi nhân phụ đâu cùng với như quý vi nhân phụ như vậy tà ác chi độ đâu. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, tà ác nghề nghiệp là nhân loại bản thân nghiệp hỏa, người không cải biến được đại hoàn cảnh, không cải biến được nhân tính, nghĩ quá nhiều, sẽ chỉ làm ngươi càng ngày càng căm hận cái thế giới này. Tạ Linh Hy vẻ mặt thất vọng, những lời này rất hiện thực, nhưng là rất vô lực. Nàng Nguyên Lai tưởng rằng Nguyên Thủy ca ca sẽ cho nàng rót canh gà, canh gà ngay tại lúc này quản dụng nhất bởi vì có thể sang phẳng trong nội tâm út lũy. Trương Nguyên Thanh lời nói xoay chuyển, đại hoàn cảnh vô pháp cải biến, nhưng chúng ta có thể thay đổi biến chính mình, đối tà ác chức nghiệp hiểu rõ càng sâu về sau, ta tin tưởng ngươi đã minh bạch như thế nào chính xác đối diện với mấy cái này quần thể, tương lai gặp được như quý vi nhân phụ như vậy tà ác chức nghiệp, tận khả năng cho trợ giúp. Tạ Linh Hy lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười, đón lấy lại ra vẻ thiếu nữ nhu nhược, kiều tích tích nói, nguyên thủy ca ca thật lợi hại. Rõ ràng tuổi không lớn lắm, cũng rất có chủ kiến, không giống ta, chỉ biết đau lòng bọn hắn. Nhìn vẻ mặt yếu đuối mềm mại thiếu nữ, Trương Nguyên Thanh đang muốn nói chuyện, trong túi eo âm ly bỗng nhiên phát ra xì xì dòng điện thanh, ngay sau đó, trầm thấp tiếng ca quanh quẩn ở trong xe, luôn một bộ yếu đuối hèn nhát bộ dáng luôn một bộ yếu đuối hèn nhát bộ dáng câu đơn tuần hoàng. Tạ Linh Hy sắc mặt lập tức cứng nhắc đây là chúng ta trên mặt đất dưới bãi đổ xe tìm được món đó đạo cụ, nó luôn không hiểu nổi phát ra âm thanh. Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tạ Linh Hy Tạ gia xe đem hắn đưa đến khang dương khu cục an ninh cửa lớn, tạ Linh Hy não dưa bắn ra thùng xe, khu tay nói, Nguyên Thủy ca ca, ta đây vài ngày cũng sẽ ở Tùng Hải, ngươi có thời gian muốn tới tìm ta chơi nha. Tốt. Trương Nguyên Thanh thuận miệng qua loa, vẫy vẫy tay, quay người tiến vào cục an ninh. Vừa đi gần thủy tinh lầu, hắn liền nghe được từng đợt tiếng hoang hô, vui cười thanh, ầm ỉ mà náo nhiệt, như là ở mở party. Chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên Thanh mang nghi hoặc tiến vào thủy tinh lầu, hắn trông thấy khu làm việc không có một bóng người, tiểu tỷ tỷ cùng tuổi trẻ đám A Di đều tụ tập ở hương nhàn khu. Đem thập trưởng, quan nhã cùng vương thái túng tụng ở bên trong. Trên bàn bày biện bánh ngọt, mỹ thực, rượu nước, phong phú vô cùng đại gia nắm trong tay chén rượu hoặc ăn mỹ thực nói cười yến yến bầu không khí nhiệt liệt a à, chúng ta công thần tới rồi đại gia hoan nghênh lý đông trạch nhìn về phía cửa ra vào dẫn đầu vỗ tay bạch 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 kịch liệt tiếng vỗ tay vang vọng trong phòng văn chức nhân viên nhóm dáng tươi cười nhiệt tình trương nguyên thanh giật mình thăm dò nói tiền thưởng cùng công huân xuống tới quan nhã mỉm cười gật đầu A à, ông T -R -R I thượng đế a, ngươi là nghe thấy ta cầu nguyện sao? Đúng vậy, ngươi nhất định đã nghe được. Trương Nguyên Thanh trên mặt bò đầy dáng tươi cười, mặt mày hớn hở. Lý Đông Trạch. Hắn nắm thật chặt thủ trưởng, cuối cùng buông ra, lựa chọn vùi đầu vào party trung. Chấm dứt party, Trương Nguyên Thanh nâng cao tròn vo bụng, quay đầu lại lầu hai, thoải mái nằm ở trên ghế làm việc, hỏi, thập trưởng ta tiền thưởng cùng công huân là bao nhiêu, có hay không danh sách. Lý Đông Trạch nhìn về phía quan nhã, quan nhã liền đem chính mình hồng nhạc laptop, bút ký, mở ra, đặt ở Trương Nguyên Thanh trước mặt. Trương Nguyên Thanh bề bộn ngồi thẳng người. Nhìn về phía màn hình laptop, qua cửa xà linh đường hầm dê cấp công huân, tiền thưởng 5 vạn thưởng cá nhân. Đánh gục Âu hướng vinh dê cấp công huân, ban thưởng 30 vạn đoàn đội thưởng. Qua cửa kim thủy du nhạc viên, B cấp công huân, ban thưởng 50 vạn thưởng cá nhân xà linh đường hầm là thần giả du thí luyện tiên cảnh, kia sau lưng giá trị là vì ngũ hành liên minh đã lấy được tương lai nên đường hầm sinh ra thần dạ du danh ngạch, cùng với sơn thần nương nương sống lại tin tức. Nhưng bởi vì phần nhân tình này báo dùng để trả nhân tình, vì vậy ngũ hành liên minh trên thực tế không có bán đi giá cả. Không có trực tiếp lấy được lợi ích, cho nên chốt cấp công huân. Đánh gục Âu Hướng Vinh thuộc về đoàn đội công huân, 20 vạn tiền thưởng, Trương Nguyên Thanh phân đến 10 vạn, mặt khác 20 vạn toàn đội chia đều, kể cả văn chức nhân viên. Lý Đông Trạch thật cao hứng, bởi vì đoàn đội công huân tiện lợi lớn nhất, ngoại trừ lập công người, chính là hắn vị này thập trưởng. Đoàn đội công huân càng nhiều, hắn cái này thập trưởng thăng chức cơ hội càng lớn. Đây chính là vì cái gì Thanh Đằng Bạch Long chờ đội trưởng, như thế đỏ mắt nguyên nhân của hắn, thuộc hạ nhân tài càng nhiều, đội trưởng chỗ tốt càng lớn mà một cái thiên tư xuất chúng cấp dưới là có thể dẫn đội trường nằm thắng. Qua cửa kim thủy du nhạc viên cấp công huân liền lợi hại, trên lý luận mà nói, bê cấp công huân là phổ thông quan phương hành giả có thể bắt được cực hạn, chính là chấp sự cấp hành giả, cũng muốn trông mà thèm cấp công huân. Có thể nói, chỉ cần trương nguyên thanh tấn chức ba cấp thần giả du, hắn liền nhất định có thể trở thành đội trưởng cấp. Rất nhiều ba cấp quan phương hành giả đến nay vẫn còn tin anh thành viên bên trong hòa với, bởi vì khuyết thiếu công huân vô pháp thăng chức. Ba cái công huân, tiền thưởng tổng là 65 vạn. Má ơi, ta đây cuộc đời cũng không có bái kiến nhiều như vậy tiền trương nguyên thanh trái tim bang ban kinh hoàng. Bên cạnh quan nhã vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, hôm nay party ăn nhiều lắm, trời tối ngày mai ngươi phải mời khách, ta muốn hung hăng làm thịt ngươi một đốn. Trương Nguyên Thanh nghiêng nàng liếc một cái, nữ nhân, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Ngươi làm sao dám dùng như thế tùy ý giọng điệu, cùng một cái giá trị con người 65 vạn phú ông nói chuyện? Tiểu tử ngươi đủ phiêu a. À? Quan nhã khẽ cắn môi. Lý Đông Trạch mỉm cười nhìn xem một màn này, nói, công huân đã phê xuống tới. Quyền hạn của ngươi cũng tăng lên, có thể xem xét càng cao cấp bậc tư liệu, quay đầu lại chính ngươi đi cơ sở dữ liệu bên trong lật lật. Mặt khác, ngươi tưởng tham dự lùng bắt hắc vô thường đề nghị sáng nay phó bách phu trưởng đã phê chuẩn về sau hãy theo ta cùng quan nhã một chỗ hành động phó bách phu trưởng đồng ý trương nguyên thanh trong nội tâm vui vẻ có một cái thưởng thức lãnh đạo của ngươi đúng là một kiện làm cho người ta sung sướng sự ý vị này ngươi đại bộ phận thỉnh cầu đều đạt được cho phép đưa mắt nhìn lý đông trạch trở lại văn phòng trương nguyên thanh sờ sờ tròn vo cái bụng bỗng nhiên nghĩ đến lấy hắn bây giờ quyền hạn, có hay không có thể tra được vô ngân đại sư tin tức. Nghĩ đến liền làm, hắn lúc này mở ra quan phương cơ sở dữ liệu, đăng nhập nguyên thủy thiên tôn tài khoản mật mã, ở tìm tòi lan, đưa vào, vô ngân đại sư cùng lần trước không tìm thấy được tương quan tư liệu bất đồng, lần này nhảy ra một cái tin tức, ID, chuyện cũ vô ngân, chú tể cảnh huyễn thuật sư, C cấp tội phạm truy nã. Ghi chú, người này từng trọng thương xích hỏa ban trưởng lão, không thích giết chóc đối quan phương tổ chức nhân viên không có mãnh liệt địch ý như tao ngộ người này chớ trêu chọc tránh đi là được chúa tể cảnh trương nguyên thanh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại ngủ mấy giờ sau mặt trái bệnh trạng giảm bớt rất nhiều hôm nay xem xong đại gia chương nói ta bỗng nhiên ý thức được đau đầu choáng váng cùng nôn mửa nguyên nhân đại khái xuất là xương cổ bệnh bởi vì trước đây cổ của ta truy đau một ngày ngồi tại khó có thể bình an cái loại này đau vẫn là độc giả bên trong nhân tài nhiều a à, không phải vậy ta đến bây giờ vẫn không rõ chính mình nguyên nhân bệnh ra ở nơi nào buổi trưa hôm nay cố vấn sản khoái bác sĩ bằng hữu hắn đề nghị ta mỗi ngày rút ra nửa giờ làm xương cổ nói trở lại những năm này thân thể hơn kém khỏe mạnh nghiêm trọng trường kỳ giấc ngủ chưa đủ làm việc và nghỉ ngơi không quy luật xương cổ đau đớn dạ dày không khỏe chờ một chút trước kia viết yêu nhị đại gõ mỏ cầm canh người nửa phần trước thời điểm ban ngày đi làm, buổi tối thức đêm viết chữ, có đôi khi một ngày đi nằm ngủ 3-4 giờ, lúc ấy tuổi trẻ, ngao được, hiện tại lớn tuổi, năm đó tai họa ngầm, thoáng cái toàn bộ bạo phát. Đại gia bình thường nhiều vận động, kiện tập thể hình, thiếu thức đêm, niên kỹ càng lớn, mới hiểu được thân thể tầm quan trọng. Lại nhảy hơi nhiều, chẳng qua dù sao là công chúng kỳ, không thu phí, ha ha. chương 69, xung đột. Chương 70, xung đột ở linh cảnh hành giả đẳng cấp phân chia trung, 1, 3 cấp vì siêu phạm giai đoạn, 4, 6 cấp vì thánh giả giai đoạn, 7, 9 cấp làm chủ làm thịt giai đoạn. Chấp sự đẳng cấp ở thánh giả giai đoạn, trưởng lão thì là chúa tể, chúa tể phía trên là cái gì, trương nguyên thanh không rõ lắm, không có tiền đọc quyền hạn, nhưng hắn suy đoán, hẳn là năm vị minh chủ chỗ cấp bậc. Mặt khác, dựa theo chấp sự số lượng tới phỏng đoán mà quân cùng quỷ nhãn phán quan nên ở chúa tể cảnh nếu chỉ là thánh giả cảnh ngũ hành liên minh không đến mức như thế coi trọng đáng nhắc tới cùng giai đoạn không đồng đẳng cấp thực lực sai biệt là rất lớn ví dụ như siêu phạm giai đoạn hai cấp có thể nghiền ép một cấp ba cấp có thể treo lên đánh hai cấp đạo cụ cùng chức nghiệp khắc chế không tính ở bên trong huyễn thuật sư là đỉnh phong chức nghiệp một trong so hỏa sư mạnh hơn vô ngân đại sư cho dù ở chúa tể cảnh, cũng không tính kẻ yếu. Trương Nguyên Thanh nghĩ tới vị này huyễn thuật sư bất thường, nhưng không nghĩ tới cấp bậc cao như vậy. Đổi lại góc độ tưởng, có thể mời động vị này chúa tể cấp nhân vật ra tay một lần, tương đương với nhiều một trương miễn tử kim bài. Đáng tiếc không thể ở tiên cảnh trung sử dụng. Này cũng có thể hiểu được, tiên cảnh thuộc về mấy rời phó bản, mặc dù là đẳng cấp cao linh cảnh hành giả, cũng không có khả năng trên đường sông tới tam đạo sơn nương nương loại này thổ đơn bốt ngoại trừ. Trương Nguyên Thanh một bên cảm khái, một bên xiên mất trang web, đón lấy tìm tội tiên cảnh nhiệm vụ cơ chế. Qua cửa thí luyện nhiệm vụ sau, nhiều người tiên cảnh một tháng mở ra một lần, một người tiên cảnh ba tháng mở ra một lần, một người tiên cảnh mở ra cùng tháng, nhiều người tiên cảnh sẽ không mở ra. Mỗi lần nhiệm vụ khoảng cách không thua kém bán nguyệt. Linh cảnh hành giả tiếng phó bản quy luật vì, nhiều người nhiều người một người dùng cái này tuần hoàn nói cách khác linh cảnh hành giả ba tháng gặp phải một lần sinh tử nguy cơ vận khí tốt lời nói xứng đôi đến độ khó thấp một người tiên cảnh tỷ lệ tử vong cũng không cao nhiều nhất chính là thăng cấp chậm một chút ừ khá tốt từng nhiệm vụ khoảng cách không thua kém nửa tháng ta vừa qua cửa kim thủy du nhạc viên trong nửa tháng không cần lo lắng tới nhiệm vụ hắn tiếp tục nhìn xuống đạt tới từng cái giai đoạn đỉnh phong đẳng cấp nghĩ muốn nhảy đến càng cao giai đoạn nhất định phải tham gia cỡ lớn giết chóc phó bản nên phó bản có thể chọn chọn tham gia hoặc không tham gia cỡ lớn giết chóc phó bản một năm mở ra một lần ghi chú nên phó bản hạch tâm là thủ tự trận doanh cùng tà ác trận doanh lẫn nhau săn giết nhưng phó bản bản thân tồn tại thật lớn nguy hiểm cùng tiền lời cỡ lớn giết chóc phó bản binh ca cho ta nhắn lại qua để cho ta qua cửa ít nhất một lần giết chóc phó bản lại đi tìm hắn Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước hắn còn tưởng rằng cỡ lớn giết chóc phó bản là cái nào đó cao mạo hiểm cao tiền lời một người tiên cảnh. Hắn ở văn phòng hỗn đến xế chiều 2 điểm, thuê xe đi một chuyến bệnh viện, nếm thử siêu độ vong hồn, tăng lên điểm kinh nghiệm EXP, ngạc nhiên phát hiện, người bình thường linh thể mang đến điểm kinh nghiệm EXP cực kỳ bé nhỏ. Trương Nguyên Thanh một hơi siêu độ 10 vị vong linh, tăng lên điểm kinh nghiệm EXP chưa đủ trăm. Tân thủ thôn tiểu quái đã không thể thỏa mãn ta, xem ra được thôn phệ linh cảnh hành giả. Hắn chạy tới toilet, dùng rồi một lần phục ma sử, tinh lọc linh thể mang đến tinh thần ô nhiễm. Buổi tối 7 giờ, bàn ăn. Trương Nguyên Thanh Triệu hồi ra tiểu đậu bỉ. Làm hắn ở trong phòng khách đi tản bộ. Khụ khụ. Bà ngoại hắn giọng một cái, tuyên bố, ta có một cái lão tỉ muội, nàng cháu gái cùng nguyên tử niên kỹ tương tự, ở độc đại nhị, ta ý định giới thiệu cho nguyên tử. Dì nhỏ há to mồm, ngạc nhiên nhìn xem mẫu thân. Ông ngoại cùng biểu ca móc móc lỗ tai. Còn có loại chuyện tốt này. Trương Nguyên Thanh trong nội tâm đại hỷ. Ông ngoại câu mày nói, hắn hiện tại lấy việc học làm trọng, ngươi không thể bởi vì Ngọc Nhi cùng Nguyên Quân không hăng hái tranh giành, đã nghĩ ngợi lấy ở Nguyên Tử nơi đây làm cho phẳng nhất định. Không hăng hái tranh giành. Trần Nguyên Quân liếc mắt nhìn Gia Gia. Gia Gia ngày bình thường đối với hắn và cô nhỏ thân cận không thèm để ý chút nào, nguyên lai like là nhìn ở trong mắt gấp trong lòng. Bà ngoại vẫy vẫy tay, lực bài chúng nghị, ta đã quyết định, ta là vì nguyên tử suy nghĩ. Ông ngoại sắc mặt không thay đổi, nhìn xem bạn già, ta là vì ngươi suy nghĩ, nguyên tử tâm không chừng, rất khó toàn tâm toàn ý đàm phán bạn gái ngươi cùng lão tỷ mùi nhiều năm như vậy tình cảm, không muốn tự lầm. Ông ngoại ngươi là đang nói ta hoa tâm a, à, ngươi nhất định là đang nói ta hoa tâm. Trương Nguyên Thanh không phục, hắn từ nhỏ đến lớn, bạn gái cũng không có đi tìm. Trên đời như hắn như vậy giữ mình trong sạch nam hài đã không nhiều lắm. Nhưng hắn không dám phản bác ông ngoại, bà ngoại tánh khí táo bạo, có thể cơ bản không động thủ, ông ngoại cũng không mắng chửi người nhưng sẽ thình lình cho ngươi một cái đại bức đâu. Ta phản đối. Vì nhỏ cũng gia nhập ông ngoại trận doanh mẹ, muốn ngươi nhiều chuyện gì, đại tỷ muốn biết rõ ngươi cho hắn an bài bạn gái, nhất định gọi điện thoại mắng chửi ngươi, nàng nói năm sau mang nguyên tử ra nước ngoài học. Nghe xong dì nhỏ nhắc tới mẫu thân, trương nguyên thanh mặt trầm xuống. Bà ngoại nghĩ nghĩ, cảm thấy trượng phu cùng con gái nói có lý. Liền không hề kiên trì, vượt qua trương nguyên thanh liếc một cái, mắng, đồ vô dụng, cho không ngươi sinh ra một bộ tuấn tú bộ dáng. Trương Nguyên Thanh chột dạ cúi đầu ăn cơm, dì nhỏ cùng biểu ca tức thì thần sắc hồ nghi. Ăn xong cơm tối, Trương Nguyên Thanh ánh mắt trong phòng chạy một vòng, cuối cùng ở dì nhỏ trên bàn chân tìm đến rồi gấu túi giống như anh Linh. Không biết vì sao, tiểu gia hỏa này đặc biệt cuốn dì nhỏ, đại khái là vì vậy trong nhà, nàng giống mẫu thân nhất. Bây giờ được đầy đủ thái âm chi lực tẩm bổ, tiểu gia hỏa có thể khống chế năng lực của mình, sẽ không không mục đích, trao đổi. Nửa đêm 12 điểm, Trương Nguyên Thanh đánh cho một ván trò chơi, cảm thấy mỹ mãn tắt đi mấy chơi game, chui vào chăn, dùng đến cựu phương thức bắt buộc chính mình chìm vào giấc ngủ. Thật lâu sau, cuối cùng có buồn ngủ, trong mơ mơ màng màng, hắn đột nhiên bừng tỉnh, đẩy lòng không có tới bay lên sợ hãi, mãnh liệt sợ hãi. Loại này sợ hãi cùng loại sáng nay ở vô ngân nhà khách nhìn thấy nữ trước sân khấu, nhưng càng thêm tràn đầy, càng thêm xa xôi. Chuyện gì xảy ra? Hắn vén chăn lên, có chút mờ mịt, có chút sợ hãi đi vào bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, ngắm nhìn ngọn đèn sáng chói đô thị cảnh ban đêm. Đại khái 5 phút sau, kia cổ tràn đầy chấn động biến mất, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Thiếu kinh nghiệm Trương Nguyên Thanh vô pháp phán đoán đến cùng xảy ra chuyện gì, không tiếng động nói thầm một câu, bò lại trên giường, tiếp tục ấp ủ buồn ngủ. Thiệt là, lại phải một lần nữa đến cừu ngày hôm sau 7 giờ 30 phút, hắn đúng giờ rời giường trông thấy Giang Ngọc Nhị vô tình ngồi ở bên cạnh bàn, khí sắc rất kém cỏi, ống yếu. Làm sao vậy? Trương Nguyên Thanh hỏi. Đại Di Mụ tới rồi, Vì nhỏ ủy khuất nói. Trương Nguyên Thanh nhìn chung quanh, ông ngoại không tại, bà ngoại ở phòng bếp, liền gom góp đi qua. Nhỏ giọng nói, tới, cháu ngoại trai cho ngươi xoa xoa bụng. Ngươi lăn. Giang Ngọc Nhị tức giận đập rồi hắn não dưa một chút. Lúc này, Bà ngoại đi ra, hai người lập tức chớ có lên tiếng. Nếm qua điểm tâm, Trương Nguyên Thanh giả trang đi lên, thuê xe đi vào đơn vị. Khu làm việc bên trong chỉ có Vương Thái một người. Vương Thái Huynh, lão tư cơ đâu? Ở thập trưởng văn phòng. Úc. Trương Nguyên Thanh tại chính mình vị trí nhập tọa, hơn 10 sau sau, quan nhã đi ra, sắc mặt ngưng trọng, đầu lông mày nhẹ trao lại. Nguyên Thủy, đang muốn gọi điện thoại tìm ngươi. Quan nhã nâng chung trà lên nhấp một miếng. Mông tròn dựa vào trương nguyên thanh bên cạnh bàn, nói, tối hôm qua có hay không phát giác được cái gì cổ quái hiện tượng. Ngươi chỉ chính là thiếu chút nữa bị sợ nước tiểu cái loại này sao trương nguyên thanh nói, có, ta bị thức tỉnh, nhưng không rõ ràng lắm ngươi chỉ phải không phải cái này. Lão tư cơ nhẹ nhàng gật đầu, tối hôm qua hạ hầu gia cao thủ cùng chỉ sát cung chủ khởi xung đột, địa điểm ngay tại khang dương khu công nghiệp vườn, song phương tranh đấu đã tạo thành một tòa ký túc xá sụp xuống hoàn hảo là buổi tối đã không có người nào nhưng ở bên trong bảo an còn có mấy cái tăng ca công nhân gặp nạn ai thiệt là này đó đẳng cấp cao linh cảnh hành giả giết mắt đỏ căn bản mặc kệ người bình thường chết sống nhưng ta không có thu được tiên cảnh tuyên bố truy nã nhắc nhở a à, ừ không có nhắc nhở có thể là bởi vì song phương đạo đức trị số không có thấp hơn 60 mươi trương nguyên thanh sắc mặt ngưng trọng lên Đạo đức trị số không có hạng mức cao nhất cùng hạng cuối, ác nhân không nắm chắc, không biết trước tuyến, thánh mẫu cũng không có hạng mức cao nhất. Thủ tự trận doanh đẳng cấp cao linh cảnh hành giả, năm này tháng nọ tích góp công đức, khẳng định có nhất định được nội tình. Nhưng náo thành như vậy, cũng không phải là khấu đạo đức trị số mà thôi, quan phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Tổ chức quyết định xử lý như thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi, chỗ kia công nghiệp vườn cách hán gia không xa khó trách tối hôm qua có cảm giác đến đáng sợ chấn động. Quan Nhã vuốt ve chén trà, nói, hạ hầu gia cái vị kia đã bị tạm thời khống chế lại, nhưng xử phạt kết quả sẽ không quá lớn, bồi thường tiền thêm cảnh cáo đi. Hạ hầu gia dù sao cũng là thủ tự trận doanh quái vật khổng lồ, tính toán nửa cái quan phương cùng ngũ hành liên minh thái nhất môn có mật thiết hợp tác. Về phần chỉ sát cung chủ, trưởng lão hội hạ lệnh bắt trước mắt còn không có tập trung nàng ở hiện thực thân phận, đang cùng tạ gia câu thông. Trương Nguyên Thanh ta một tiếng, dừng ở kiều mị mặt trái xoan, hỏi, nhưng cái đó và ta có cái gì quan hệ? Lão tư cơ bất đắc dĩ nói, hạ hầu gia hướng chúng ta phân bộ mượn độc lập hồ sơ hoang dại linh cảnh hành giả tin tức, tập trung mấy vị chỉ sát cung linh cảnh hành giả, vương thiên ngay tại trong đó, hạ hầu gia lúc sau có thể sẽ tới tìm ngươi, ta vừa rồi đang cùng thập trưởng thương lượng việc này xem nguyên thủy nhíu mày nghi hoặc. Nàng giải thích nói, hạ hầu gia muốn thông qua bắt chỉ sát cung thành viên bức tra cung chủ, loại phương thức này quá cực đoan, tùng hải phân bộ cao tầng không có rõ ràng đáp ứng, nhưng ngầm đồng ý, dù sao tìm đến rồi tốt nhất, tìm không thấy trách nhiệm cũng có hạ hầu gia cổng. Có thể bọn hắn không phải đã chiếm được vương thiên thân phận tin tức sao, làm gì vậy tìm ta, trương nguyên thanh giật mình, hiểu được, a à, hạ hầu gia là muốn cho ta thay bọn hắn câu ra vương thiên quan nhã gật đầu. Vương Thiên lại không phải người ngu, làm sao có thể đơn giản mắc câu Trương Nguyên Thanh một miệng cự tuyệt, không có khả năng. Ta sẽ không ra bán tuyến nhân. Quan nhã nghĩ nghĩ, nhắc nhở, hạ hầu gia có chút bá đạo, lúc sau ngươi đừng nói chuyện, ta cùng thập trưởng sẽ giúp ngươi ngăn trở áp lực. Chương 70, Cha con Hạ Hầu Chương 71, Hạ Hầu phụ tử đã biết. Trương Nguyên Thanh ngoài miệng đáp lời, trong nội tâm lại nhớ tới Quý vi nhân phụ, cùng với mang theo hắn tu hành, ý đồ tự mình cứu rỗi vô ngân đại sư. Ta ác chi đồ nếm thử tự mình cứu rỗi, hợp pháp hành giả lại có thể làm một mình thù riêng, đánh đập tàn nhẫn, ảnh hưởng đến vô tội người bình thường. Ai, trên đời nào có thuần túy thiện cùng ác, nhân tính vốn là phức tạp trương nguyên thanh đối lý đông trạch nói hợp pháp không có nghĩa là thiện lương những lời này có càng sâu khắc lý giải về phần phân bộ cao tầng thái độ đối với chuyện này chỉ xác cung chủ mặc dù xuất phát từ tự vệ cũng không phải là chủ động khơi mào sự cố nhưng dù sao đã tạo thành tổn thất cùng nhân mạng bắt nàng là quyết định chính xác như thế nào xử phạt là đến tiếp sau sự trương nguyên thanh không làm đánh giá nhưng đối với hạ hầu gia xử phạt quyết định chỉ có thể nói trong dự liệu một phương diện hạ hầu gia là cành lá tươi tốt tiên cảnh thế gia nội tình thâm hậu quan phương không có khả năng vì mấy cái người bình thường tính mệnh cùng với một đại gia tộc vạch mặt có đôi khi bên trên những người kia bọn hắn chỉ nhìn đại cục bọn hắn nhìn không tới dưới chân con kiến hôi một phương diện khác hạ hầu gia cùng quan phương tổ chức có thiên ti vạn lũ quan hệ quan phương là một tổ chức bên trong ngư lông hỗn tạp phe phái mọc lên sang sát như rừng có người tốt liền nhất định có người xấu thậm chí không thể dùng người tốt cùng người xấu tới đơn giản định nghĩa phải nói đều có riêng phần mình lợi ích nếu như nhất định muốn dùng một cái chỉ một khái niệm tới đại chỉ quan phương kia tuyệt đối không phải chính nghĩa hiền lành lương mà là hợp pháp này đó đạo lý trương nguyên thanh khi còn bé nghe ông ngoại ở nhà đối tham nhũng tiền nhiệm cục an ninh trường chửi ầm lên khi cũng đã lĩnh ngộ rất rõ ràng nói ngắn lại cùng quan phương bộ phận thế lực có mật thiết hợp tác hạ hầu gia tự nhiên sẽ đạt được tiêu đãi quan nhã thấy hắn gật đầu hài lòng cười cười nguyên thủy không phải thanh niên sức trâu so với bình thường bạn cùng lứa tuổi muốn khéo đưa đẩy lõi đời là chuyện tốt người như vậy ở thể chế bên trong có thể hỗn mở lúc này lý đông trạch đi ra quan nhã đối với ngươi nói a à? thập trưởng giao cho ngươi xử lý trương nguyên thanh lập tức nói lý đông trạch lập tức nở nụ cười ta cùng quan nhã sẽ thay ngươi đỡ được. Bán đứng tuyến nhân không phải một cái thân sĩ nên có phẩm đức, hơn nữa hạ hầu gia cùng chỉ sát cung ân oán, cùng chúng ta không quan hệ, không muốn dính vào. Hắn chống thủ trưởng, chỉ ra lợi hại, chỉ sát cung khẩu hiệu là lấy chiến dừng lại chiến, lấy giết dừng lại giết, phi thường cực đoan, ngươi hôm nay bán đứng bọn hắn, ngày mai ắt gặp trả thù, hạ hầu gia không có khả năng thay ngươi lật tẩy. Minh Bạch Trương Nguyên Thanh gật đầu Lý Đông Trạch nhìn thoáng qua vùi đầu làm việc Vương Thái, nói, Nguyên Thủy, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến, ta đã nói với ngươi nói hắc vô thường vụ án tiến triển. Vương Thái không phải điều tra trong tổ người, dựa theo quy củ, không thể ngay trước hắn mặt nói. Đây mới là chính sự. Trương Nguyên Thanh vội vàng đứng dậy, đi theo Lý Đông Trạch sau lưng. Hai người một trước một sau tiến vào văn phòng, Trương Nguyên Thanh quay người đóng cửa, Lý Đông Trạch trực tiếp đi đến trước bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một thay nhau tư liệu. Coca-Cola. Lý Đông Trạch mở ra tủ rượu. Lấy ta hiện tại 65 vạn giá trị con người, nên uống 82 năm la trương nguyên thanh gật gật đầu, thiếu băng. Lý Đông Trạch nhúng nhúng vai, hướng trong ly thủy tinh ném đi chút ít khối băng. Khen ngược Coca-Cola cùng whisky, phản hồi ghế sofa. Còn nhớ rõ lần trước ngươi cung cấp danh sách sao? Nhớ rõ chúng ta căn cứ danh sách đã tập trung vào những người kia ở trong hiện thực thân phận trong khoảng thời gian này thành công bắt một người đánh gục hai người bị đánh gục trong hai người có một người là cổ vương bộ hạ cổ vương là một vị khác phó hội trưởng quỷ nhãn phán quan đối thủ cạnh tranh ngũ hành liên minh động tác rất nhanh sao lúc này mới bao lâu liền bắt được ba gã linh năng hội vu cổ sư trương nguyên thanh bây giờ đã không phải tay mơ biết rõ ở trong biển người mênh mông lùng bắt linh cảnh hành giả có bao nhiêu khó. Nếu như đối phương còn có cùng loại dịch dung giới chỉ như vậy đạo cụ, vậy đơn giản khó giải. Quan phương có thể ở trong thời gian ngắn đánh gục ba gã vu cổ sư, nói rõ là động thật sự. Lý Đông Trạch nhấp một miếng rượu mạnh, nói, hỏi Linh về sau, chúng ta đã chiếm được một ít hữu dụng manh mối, hát vô thường tìm phục tại Tùng Hải, tự hồ có mục đích khác. Có mục đích khác Trương Nguyên Thanh giật mình gật đầu, Trước đó ta đã cảm thấy kỳ quái, nếu như ta là hắc vô thường, quan phương cùng cổ vương đều đang tìm ta, ta đây vì cái gì không chuyển di ẩn thân địa điểm. Biết rõ hắc vô thường trốn ở Tùng Hải nguyên nhân sao? Lý Đông Trạch lắc đầu, cái này có lẽ chỉ có hắc vô thường tự mình biết, nhưng chúng ta có thể căn cứ manh mối, phản đẩy đáp án, có thể làm cho hắc vô thường cam nguyện bốc lên lớn như vậy mạo hiểm cũng muốn ở lại Tùng Hải, nói rõ chuyện này trọng yếu phi thường, trọng yếu đến có thể sánh vai tính mệnh. Trương Nguyên Thanh nhíu nhíu mày, hiện giai đoạn mà nói, hắn phải làm nhất, chẳng lẽ không phải tiếp thu quỷ nhãn phán quan di sản sao, đúng rồi, hắc vô thường là cái gì đẳng cấp, sáu cấp, thánh giả cảnh đỉnh phong. Vu cổ sư là chiến lực hàng đầu chức nghiệp, sáu cấp vu cổ sư. Coi như không thể cùng bảy cấp hợp pháp chức nghiệp vật tay, sau cùng cấp bậc khẳng định phải cường ra một mạng lớn. Như vậy nói cách khác, trừ phi trưởng lão cấp tồn tại ra tay, không phải vậy rất khó giải quyết vị này hắc vô thường. Trương Nguyên Thanh trong nội tâm thở dài, binh ca đây không phải khó xử người sao, hắn chính là hai cấp thần dạ du, nhân gia một đầu ngón tay có thể ấn chết. Lý Đông Trạch lúc này mới đem phần tài liệu kia đưa qua, nói, ngươi xem một chút. Trương Nguyên Thanh mở ra tư liệu, đây là một phần người hồ sơ, một tất ảnh chụp nam nhân, tuổi chừng 30, khuôn mặt thon gầy treo mắt mày kiếm, bờ môi nhếch, làm cho người ta một loại đập vào mặt lợi hại cảm. Tiên cảnh, hoành hành không sợ. Tên thật Chu Cảnh Diệu, ba cấp vu cổ sư tài chính tội phạm, trước chứng khoán công ty viên chức, lợi dụng chức vụ chi tiện dành bất chính đương lợi ích, Trương Nguyên Thanh đọc lấy nhân vật tin tức, nói, ta nhớ được người này, ở ta cung cấp trong danh sách. Lý Đông Trạch gật đầu, hôm trước, Bách Hoa Hội Thanh đằng đội trưởng thu được tuyến báo, có người ở Khang Dương khu bái kiến người này, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa người này trước mắt do chúng ta khang dương khu tiên cảnh tiểu đội phụ trách cũng là chúng ta sắp tới mục tiêu đáng tiếc không có mục tiêu đoan không phải vậy đỏ vũ dày có thể hoàn thành hết thảy trương nguyên thanh tiếc hận tưởng chẳng qua có mục tiêu là tốt rồi tổng sao làm con ruồi không đầu cường thung thung văn phòng cửa thủy tinh bị gõ hai cái truyền đến quan nhã âm thanh thập trưởng hạ hầu gia người đến Lý Đông Trạch cùng Trương Nguyên Thanh liếc nhau, người kia thu hồi tư liệu, người phía trước trầm giọng nói, mời bọn hắn tiến đến. Mười mấy giây sau, quan nhã dẫn hai nam nhân tiến vào văn phòng, trong đó một vị là mặc trang phục chính thức trung niên nam nhân. Tất phát, dáng người thẳng, tinh thần giỏi giang. Ngũ quan coi như không tệ, chính là con mắt còn hơi nhỏ. Một vị khác là 24-25 người trẻ tuổi, ăn mặc màu trắng áo sơ mi, cổ áo mở ra, vạt áo cũng không có nhét vào phần eo lộ ra tùy ý không bị trói buộc hình dạng của hắn cùng trung niên nam nhân có vài phần tương tự nhưng càng anh tuấn một đầu hàng thức tóc dài mất trật tự nhưng không mất mỹ cảm ở phối hợp thượng màu bạc bông tai là cái loại này ở quán ăn đêm bên trong rất chiêu nữ hài chú mục chính là du côn soái loại hình kẻ hèn này hạ hầu tân đây là khuyển tử hạ hầu thiên nguyên trung niên nam nhân mỉm cười nói hoan nghênh hoan nghênh lý đông trạch ngoài miệng hai chòm râu theo dáng tươi cười bay lên hạ hầu tiên sinh tốt ngồi bên này hắn cùng với trung niên nam nhân sốt ruột nắm tay dẫn hai người nhập tọa lại nhường quan nhã ngâm vào nước trà nóng hạ hầu tân không nhanh không chậm chờ đợi quan nhã dân trà nói chuyện lý thập trưởng chắc hẳn biết rõ kẻ hèn này ý đồ đến chỉ sát cung vị kia khinh người quá đáng suýt nữa giết ta con trai trưởng thù này không thể không có báo chúng ta tra được bình thái bệnh viện bác sĩ Vương Thái là chỉ sát cung thành viên. Khi chúng ta đến nhà bắt khi, hắn đã lẫn trốn. Căn cứ tư liệu biểu hiện, người này là Lý Thập Trưởng Thủ Hạ Tuyến Nhân, hy vọng Lý Thập Trưởng có thể được cái phương tiện, đem người này dẫn xuất tới, được chuyện sau, Hạ Hầu Gia tất có thâm tạ. Chỉ sát cung chủ đánh chính là cái này Hạ Hầu Tân con trai. Ta nghe Tạ Linh Hy đã từng nói qua, đó là Hạ Hầu Gia con trai trưởng, nói như vậy, vị này hạ hầu tân địa vị rất cao a trương nguyên thanh nhịn không được nhiều đánh giá trung niên nam nhân liếc một cái lúc này hắn phát hiện gọi hạ hầu thiên nguyên người trẻ tuổi có chút kiêu căng nghiêng qua chính mình liếc một cái cái này lý đông trạch trên mặt chất đầy dáng tươi cười bất đắc dĩ nói chỉ sát cung chủ giám khi nhục hạ hầu thiên vấn thiếu gia xác thực quá phận chết không có gì đáng tiếc chỉ là trải qua đêm qua một trận chiến chỉ sát cung thần hồn nát thần tính sao có thể mắc lừa bản thập trưởng hữu tâm vô lực a à, hạ hầu thiên nguyên lại nghiêng qua trương nguyên thanh liếc một cái không vui nói cái này còn không đơn giản cho vương thiên phát cái tin tức đã nói ngũ hành liên minh bên trong có người không quen nhìn hạ hầu gia hỏi chỉ sát cung có cần hay không trợ giúp trước lấy lòng câu ở hắn lại từ từ đồ nếu như ngươi sẽ không liền đem điện thoại cho ta chỉ cần cùng cái kia vương thiên liên thượng tuyến bọn hắn có rất nhiều biện pháp dẫn xuất người này hiện tại thiếu chính là một cái có thể làm cho vương thiên nguyện ý trao đổi người lý đông trạch thở dài cũng thế ta liền ăn ngay nói thật ai thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp họa chúng ta cũng không muốn chen chân hạ hầu gia cùng chỉ sát cung ân oán thật xin lỗi vô pháp hỗ trợ ngươi nói cái gì hạ hầu thiên nguyên khó có thể tin hạ hầu gia đã đã tập trung vào vài vị chỉ sát cung thành viên manh mối Khang Dương khu nhị đội chính là thứ nhất. Ở Hạ Hầu Thiên Nguyên xem ra, đối mặt Hạ Hầu Gia yêu cầu, như vậy một chi không xuất chúng tiểu đội, nên hữu cầu tất ứng, nịnh bợ còn tới không kịp. Cũng không phải là Hạ Hầu Thiên Nguyên cùng vọng tự đại, mà là loại này tiểu đội, ở ngũ hành liên minh nhiều vô số kể, mà như Hạ Hầu Gia như vậy tiên cảnh thế gia, quốc nội có mấy cái. Như vậy cũng tốt sau một chi giữ trật tự đô thị đội ngũ, cự tuyệt có màu đỏ bối cảnh đại tài đoàn. Quan nhã liếc mắt, nghe không hiểu. Có muốn hay không dùng tiếng nước ngoài cho ngươi phiên dịch một chút? Ngươi hạ hầu thiên nguyên bộ mặt tức giận. Lúc nào, một cái nữ công nhân cũng dám cùng hắn nói như vậy. Ở trước mặt hắn, trường xinh đẹp cũng không đặc quyền. Hạ hầu tân nhìn thoáng qua quan nhã, dùng ánh mắt ngăn lại tức giận con trai, thành khẩn nói, việc này đối hạ hầu gia rất trọng yếu, mời lý thập trưởng cần phải đáp ứng. Ngoài miệng nói xong Lý Thập Trưởng, ánh mắt lại nhìn về phía quan nhã. Lý Đông Trạch vẻ mặt khó xử, lấy thân phận của hắn, cự tuyệt một lần chính là cực hạn, lại từ chối nhã nhặn, sợ là sẽ bị chèn ép. Lúc này thời điểm, liền cần quan nhã ra mặt. Hạ hầu gia sự, cùng chúng ta có quan hệ gì? Quan nhã lường đối diện hai cha con liếc một cái, đối hạ hầu gia rất trọng yếu. Chúng ta liền nhất định phải giúp đỡ quay đầu lại chỉ sát cung trả thù đồng nghiệp của ta, các ngươi hạ hầu gia thay hắn chống đỡ. 24 giờ vĩnh viễn bảo hộ lấy. Vẫn là nói, các ngươi chỉ là muốn dùng gia tộc thế lực tạo áp lực, đem ta đồng sự làm công cụ người. Một câu tất có thâm tạ đã nghĩ để cho chúng ta mạo hiểm hỗ trợ, bàn tính đánh thật vang. Muốn câu ra vương thiên đúng không, có thể, cầm 10 món đạo cụ để đổi. Điên rồi. Hạ hầu thiên nguyên giận quá thành cười, ngươi là ai, mười món đạo cụ, sợ ngươi không có cái này mệnh tiêu thụ. Quan nhã vẻ mặt cười lạnh, tiếp tục nhiều chuyện một câu. Lão nương một súng bắn nổ ngươi. Hạ hầu tân dùng ánh mắt hung ác, ngăn lại nổi trận lôi định con trai, thật sâu liếc mắt nhìn quan nhã, nói, quấy rầy. Hạ hầu thiên nguyên ngạc nhiên nhìn xem phụ thân. Hạ hầu tân sắc mặt lạnh lùng đứng dậy, đi ra văn phòng. Hạ hầu thiên nguyên hung hăng trừng liếc một cái quan nhã, đi theo phụ thân rời đi lý đông trạch chậm rãi thở ra một hơi đứng dậy giãn ra chặn ngang vẻ mặt nhẹ nhõm nói tốt rồi chuyện này dừng ở đây ai này đó đại gia tộc không dễ chọc a à. hắn vội vàng kéo cái bổ sung một câu ở thể chế luôn phải không ngừng đối mặt những chuyện tương tự ba phải cùng thỏa hiệp là thể chế bên trong chí cao pháp tắc thập trưởng ngươi không dùng cùng ta giải thích này đó hạ hầu gia cũng không phải rất bá đạo sao vẫn là nói, quan nhã bối cảnh quá thâm hậu. Trương Nguyên Thanh phát hiện mình có lẽ đánh giá thấp lão tư cơ. Phàm là con mắt không mù, có thể nhìn ra hạ hầu tân vị này hạ hầu gia dòng chính, rõ ràng rất kiên kỵ quan nhã. Thập trưởng cái này đồ vô dụng, nhìn như vẫn như lão cẩu, kỳ thật là trốn ở quan nhã vấy quả lựu dưới. Nhưng ta không nhớ rõ tiên cảnh thế gia bên trong có quan hệ gia A, A đối, quan nhã là tiên cảnh, không phải tên thật. Ai, so sánh với tạ gia người ở rễ, ta đột nhiên càng muốn trở thành quan gia người ở rễ. Trương Nguyên Thanh nửa mở vui đùa nửa thăm dò nói. Lão tư cơ không tiếp tra, cao thấp dò xét một phen, chật chật hai tiếng, ngươi không được, ngươi quá nhỏ. Trương Nguyên Thanh không phục, ngươi lại chưa có xem, làm sao ngươi biết nhỏ. Đi nhà, đi nhà vệ sinh cho ta ngó ngó. Đi a, à? Đi a. À? Lý Đông Trạch chống thủ trưởng, khẽ lắc đầu, hai người này một cái không có giao qua bạn trai, một cái không có giao qua bạn gái, bổn sự tất cả há miệng thượng. Trương Nguyên Thanh ở đơn vị bên trong nến qua cơm trưa. Hỗn đến xế chiều một điểm, nghĩ đến lúc sau còn có một đoạn bài chuyên ngành, liền cổng hai vai bao rời đi cục an ninh, quét một cổ cộng hưởng xe đạp, chậm rì rì tiến đến trường học. Vừa qua khỏi đèn xanh đèn đỏ, một cổ màu đen xe con bay nhanh mà đến, đem hắn bước đứng ở ven đường màu đen xe con chỗ ngồi phía sau là hạ hầu tân hai cha con